Hello mọi người, trời ơi lâu lắm rồi mới quay lại cái váy này, cái gì nhở? Thực ra là vừa nãy váy hết pin, em quên mất dạo này hơi bị lú lẫn ý, kiểu em bị giảm cân ý, không ăn tinh bột thế là đầu nó hơi bị có vấn đề một chút về đầu. Các chế vào lại đi, bây giờ vào luôn này, anh lấy hộ em cái cọc hàng trên kia kìa. Hôm nay là em sẽ xả hàng rất là rẻ nên mọi người nhanh tay tranh thủ nhớ, không mua là hơi bị phí phí một đời đó. Các chế chia sẻ nhanh tay lên cho em. Không mua là hơi bị phí của giời luôn. Rất nhiều mã đẹp đang chờ đó các chế. Thế nhưng mọi người vào lại với em, mọi người vào lại cái livestream này với em đi. Mọi người vào lại cái livestream Hello Chị Giang Trà. Rồi ok. Nhiều hàng đẹp lắm các chế này. Bắt đầu là một mã cho em nhá. Cái áo ren này trước mà chị nào mua của em rồi thì biết này. Áo ren Quảng Châu cho em mã 01 mở đầu tiên một mã lúc nào cũng là một cái áo cực kỳ rẻ luôn. Cái mã này đúng là bán lỗ luôn này. Hàng ren Quảng Châu cho em này. Mã này mọi người mà mặc với trong vest thì cực kỳ đẹp luôn này. Hàng ren Quảng Châu, áo Quảng Châu cho em nhá. Nhanh tay các chế, nhanh tay vào nhanh cho em. Hôm nay bán đồng giá hết cho em là từ 10 đến 40 nghìn. Cực kỳ rẻ, chưa hôm nào em bán rẻ như thế cả. Thế nên là mọi người phải chia sẻ livestream nhiệt tình lên cho em thì bắt đầu mới có giá rẻ như thế này. Áo ren này chị nào đã mua của em rồi thì biết này. Cực kỳ đẹp mã ren này mà mọi người mặc với cả bên trong vest thì rất là đẹp luôn. Hàng ren Quảng Châu hai lớp cho em. Các chế vào cho em, các chế vào chia sẻ livestream đâu rồi? Các chế yêu của em đâu rồi? Chia sẻ livestream cho em. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn mọi người nhá. Bắt đầu này rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Từ từ ra mã ren này để sau, sơ mi, sơ biết các thứ. Ừ, chị Giang có bởi vì sao? Bởi vì là hàng hè hàng thu một ít nữa. Có hàng cả hè có cả thu mọi người nhá. Hôm nay bán quá là rẻ luôn. Chưa hôm nào em bán rẻ như thế cho mọi người. Cực kỳ nhiều mã đẹp luôn này. Sơ mi, sơ biết các thứ cho em, mọi người vào nhanh tay cho em này. Đồ chị đi chưa Mỹ Hoàng Nguyễn ơi. Nhớ hộ em nha các chị đẹp trước khi vào livestream của em. Bởi vì hôm nay là một hôm em bán xả hàng hè, xưởng họ cùng của em. Họ cũng nhờ em xả hộ, thế nên là một cái giá rất là rẻ, từ 10-40 nghìn thôi. Toàn bộ hàng đẹp nhá, không bao giờ bán hàng vớ vẩn luôn mọi người nhá. Nhắc lại một lần nữa em là không bao giờ bán hàng vớ vẩn, toàn bộ đều là hàng đẹp thôi. Rất là nhiều mã đẹp đang chờ đón các chế nên mọi người nhanh tay hộ em và chia sẻ lên cho em. Mọi người nhìn này đây, xưởng họ xả mỗi mẫu cũng ít thôi, cũng không nhiều đâu. Rất là nhiều mã đẹp luôn, riêng sơ mi các chế mua nhà em gọi là ưng cực kỳ ưng luôn. Ok, sẽ có sơ mi, bắt đầu một cái sơ mi chấm bi cho em, mở đầu một mã sơ mi này cực kỳ đẹp. Riêng sơ mi em đảm bảo các chế là hôm nay em sale lỗ luôn, bởi vì là xưởng họ nhờ em xả tất cả mẫu sơ mi này trước kia đều nhập vào là 50, bởi vì sơ mi shop bán rất là đắt, hàng Quảng Châu nguyên si cho em. Mọi người nhìn này, riêng cái chất sơ mi, mọi người mà nhìn cái chất sơ mi nhà em mọi người mê luôn. Nó không phải là hàng kiểu hàng vớ vẩn, mọi người gọi là cái hàng mà để mọi người kiểu như mọi người mua ngoài chợ gọi là hàng vớ vẩn cả nhà em. Tất cả đều toàn bộ đều là hàng xưởng rất đẹp. Vui Trần ơi có nha mọi người, nên hôm nay mọi người chắc chắn mua hàng Ánh Mai, đơn Ánh Mai đi rồi, tất cả các đơn đã đi rồi, nên hôm nay chắc chắn mọi người mua hàng chốt cho em. Bởi vì em không lãi nào họ xả hộ cho em mà em không có công. Có nghĩa là bình thường em không bao giờ em bán gọi là một cái giá này, xưởng họ xả rất rẻ. Nên các chị nhớ hộ em này, nhìn sơ mi này, toàn bộ đều là ai mà nhận cái sơ mi bi của em rồi thì thích lắm luôn đấy mọi người ạ. Rất là đẹp luôn, đầu tiên một mã cho em. Vân Trinh ơi, có cái nào, váy em nói mặc vừa không nhiều váy chứ Vân Trinh hôm nay xả rất là nhiều mà. Mọi người chia sẻ lên cho em mã 01. Các chế hôm nay lưu ý hộ em bán hàng em nhận xả hộ người ta. Ừ, bắt đầu mọi người nhá. Em nhận xã hội, hello chị Phạm Thúy Anh có, em nhận xã hội là người ta. Bởi vì sao? Để em tăng tương tác, mạng lag quá đi mọi người ơi. Mọi người thông cảm cho em, bởi vì em vừa sạc một live stream nên mạng nó hơi lag một tí. Các tình yêu chia sẻ lên cho em. Em nhận là sao? Em nhận xã hội, ừ, em nhận xã hội người ta là bởi vì sao? Bởi vì em chấp nhận bán hàng tăng tương tác với mọi người. Có khi giá người ta đưa cho em còn bán lỗ cho mọi người cơ. Nên đầu tiên một mã sơ mi bi này cho em cùng một, ai đã lấy một áo sơ mi bi này rất đẹp này. Đầu tiên mã 01 bán cho em 25.000 là lỗ luôn. Cái sơ mi bi này 25.000 một cái. Mọi người yên tâm ạ. Em đã nói rồi, hôm nay em bán hàng là lỗ, cực kỳ rẻ nên các chị chắc chắn mua hàng chốt cho em. Ừ, mạng hơi lag mọi người nhá. Chị Quỳnh không chốt đơn hôm trước à? Su xấu xí ơi, chốt đơn rồi gì? Su xấu xí ơi, khách quen thì gửi Khánh luôn. Khánh Vy, khách quen thì nhà em gửi luôn nha mọi người. Mọi người nhớ là chia sẻ cho em này. Mã này rất là đẹp, sơ mi form dáng rộng, mọi người mặc với chân váy cực kỳ xinh luôn. 25.000 một cái cho em, chắc chắn mua hàng chốt cho em. Nhớ là mã này hôm nay áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream riêng. Ok mọi người, riêng mà hôm nay em bán hàng thì mọi người chỉ có ưng trở lên thôi. Chốt cho em này, mã này cực kỳ đẹp luôn. Chốt cho em có mấy cái sơ mi bi này thôi này. Đấy mọi người nhìn không ạ, cực kỳ xinh nhá. Sơ mi bi này cho em này, đó còn đúng mấy chiếc thôi. Nhanh tay ngay thì còn sơ mi bi này em sẽ mặc cho mọi người xem. 01 chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. Các chị yêu nào mọi người nhá. Ơ cái bút đen của em đâu rồi? Mọi người mua hàng mà để xả thì tốt nhất không nên mua mọi người nhá, bởi vì sao? 01 này áo này mặc chất đẹp. Áo này em có rồi, đẹp ai cũng khen chuẩn luôn. Nhận hàng nhà Quỳnh chỉ có mê thôi này. Em ơi cảm ơn mọi người rất nhiều nha, nên hộ em với là chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. Riêng mà em bảo xả là xả cực kỳ đẹp luôn. 01 này. Nhớ là 01 ai 5 chiếc đây. Trang Lê ơi, nếu mà 5 chiếc, nếu mà khách xỉ chọn không xỉ trong ngày nhá. Bởi vì trời ơi cái ông này ông vào là tôi giật cả mình. Dễ dàng, trời ơi, đây đây, hàng của anh đây.
0101 cho em dưới 55 cân mặc thoải mái cho em nhá. 01 này, đợi em xuống này đây, mang lại cho mọi người xem cái sơ mi này. Chất rất là thích luôn này, hàng Quảng Châu cho em nhá. Sơ mi này, 25.000 cho em, chờ đây ông này. Siêu nặng luôn anh ơi. Đây, nhìn này, cực kỳ đẹp luôn. Sơ mi này mọi người nhận thì chỉ có ưng thôi. Ai mà nhận cái chất áo này thì biết này, từ từ. Hôm nay rất là nhiều mã đẹp đang chờ đón các chế. 01, 25.000 không bao giờ có giá này. Đây là từ từ đợi em xíu, đã không phải bán hàng câu like nhá. Mọi người biết là Facebook của em là không bao giờ có chuyện là bán hàng câu like. Mọi người đợi mọi người vào tí đã. Em hôm nay em bán gọi là đúng là từ 10-40.000 luôn. Không bao giờ có chuyện bán hàng câu like, chưa bao giờ có Facebook em. Chỉ có đúng là hôm nay em bán để tăng tương tác của mọi người thôi. Từ từ mọi người đừng chốt đơn vội, từ từ đợi tí em lấy cái bút đã, cho ship xong đơn đã. Đợi tí 01 này, em bảo rồi mà. Không bao giờ bán hàng câu like, đây mặc cho mọi người xem mã 01 này, mặc với chân váy bò nhá, hoặc mặc với quần bò nhá, hoặc mặc với quần sơ mi thì mê luôn này. 25.000 này. Trời ơi, sơ mi bi này. Áo này em có rồi đấy, mặc đẹp luôn. Mà mọi người đã biết rồi đấy, hôm nay xả siêu lỗ luôn. Chờ em xíu cho ship đi nốt đã. Ăn nốt của các bạn này. Em nhận hàng hôm nay từ 7. Nguyễn Anh Phương ok nhé mọi người. Nhớ em là hôm nay em chỉ áp dụng các chế chia sẻ từ 5 đến 10 lần thôi. Mới được chốt giá sale này, không có cái áo nào giá là 25.000 hết. Hàng Quảng Châu sơ mi không bao giờ có, mọi người ra shop rẻ rách nhất cũng phải 180.000. Mà hàng nhà em là em đảm bảo hàng đẹp luôn. 01 chốt cho em 25.000, áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream nhá. Đẹp xuất sắc luôn, riêng hàng nhà em thì đảm bảo một câu quá đẹp luôn. Ngon lắm, nó đấy, chờ em xíu em xong xong. Vui là mày chuyển cho tao 200 triệu tao mới vui. Còn đéo có tiền đéo vui. Mọi người nhá, 01 chốt cho em 25.000. Nhớ hộ em. 01 đợi chị em chốt này, 56 cân mặc thoải mái tình yêu ơi, 55 cân mặc thoải mái luôn. Mã này form dáng vợ freestyle mọi người mặc rất là đẹp, mặc sơ vin cực kỳ đẹp luôn. Áo 25.000 nhớ hộ em. Là chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em, đừng chốt cho vui miệng nhá. Em không bán hàng, hôm nay không bán hàng vì mục đích lãi. Bán hàng để tăng tương tác. Thế nên là mọi người chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. Đừng có chốt xong rồi xả, đừng có chốt xong rồi. Em nói thật mọi người, khách rất là đã nhắc đi nhắc lại rồi là nếu như mọi người không chốt hàng thì để cho người khác chốt. Đã nhắc đi nhắc lại. Ơi chị Vịt Bầu hôm nay nhớ là hộ em chia sẻ livestream lên cho em đấy nhá. Không, cái này vui hơn có tiền á. Cái gì vui hơn có tiền nhở? Đời em chưa biết có cái gì vui hơn có tiền cả. Ok, để chốt cho em nhá. Đợi em xíu em lấy bút mọi người đã. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm luôn đây. Còn lên một cái váy nữa, mọi chị nào mà được tí nữa em sẽ tặng cho các chị nào có cái váy Quảng Châu này. Em nói thật mọi người luôn, cái váy này mua ở ngoài 200-250 luôn đây. Hàng xòe, hàng đi tiệc, mọi người mua, mọi người nhìn cái dây, mọi người nhìn cái mác của em này. Hôm nay là vừa bán vừa tặng cho các chế hết luôn. Nhưng phải chia sẻ lên cho em, dạo này Facebook của em tương tác hơi kém, chia sẻ hết lên cho em. Từ từ đợi em xíu nha, từ từ đợi em xíu này. Nhanh tay anh ơi. Hello chị Trần Chi, hello các chị đẹp. Đây một mã này. Ôi cái váy này thì ai mà nhận thì ưng luôn đây. Đợi xíu em thả thịt nước chế thôi. Đây này. Ai mà biết cái váy của em mua từ đợt trước, từ cái đợt đầu ai mà biết này, hôm nay bán đúng là vừa bán vừa tặng các chế hết luôn. Gọi là sale lỗ luôn này. Nhanh tay giúp em nha. Còn rất là ít hàng đây, cả quần bò, quần biết các thứ này. Cực kỳ đẹp luôn, riêng cái đây cho mọi người xem này. Mày bán hết luôn này, không phải là giữ gì dịu gì luôn nhá. Đây một cái chân váy bò này, ưng chưa, toàn bộ đều là hàng đẹp hết. Nên mọi người nhớ là chia sẻ lên cho em, nhớ là chia sẻ. Ok chị Đào Lan Phương, chờ em đúng 2 phút em xong cho ship đơn đợt này đã. Em bán cho mọi người giá quá yêu đấy, một cái áo sơ mi 25.000 không bao giờ có. 0125k cho em nhớ này, đẹp chưa, trời ơi hàng nhà em. Mà đây áo này em có rồi, nhận đẹp xuất sắc. Chờ em xíu đừng out livestream ra mọi người, hôm nay mà out livestream ra mà không chia sẻ cho em thì cực kỳ tiếc luôn. Nhớ là chia sẻ mạnh tay lên cho em, chưa bao giờ bán một cái giá quá yêu như thế cả mọi người nhá. Chia sẻ mạnh tay lên cho em, chờ em đúng xin 2 phút các chế nữa thôi. Hôm nay em cho đơn đi đã bởi vì anh ship anh ấy đến đây rồi. Sau đó em sẽ bán tiếp cho mọi người một cái giá. Thì thôi, có thấy rồi nhá, giờ mới vào. Hoàng Ngân em có nhìn thấy Hoàng Ngân nhá. Nhớ là phải chia sẻ mạnh tay mới chốt đăng livestream. Từ từ. Các chị cứ từ từ. Em để em bán cho những cái con mà hôm em bán chia sẻ, em bán trong tương tác luôn. Để cho tao nhé. Trang ơi mày quyết định về à Trang? Em chia sẻ lên năm nhóm. Ok Thúy Lulu, nhớ hộ em là chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nhá. Em không chốt cho các chị, không chốt cho các chị mua hàng để thử, mua hàng để xem, mua hàng để ấy kia đâu nhá. Kiều Trang, không Kiều Trang nào đây. Quyết định về nước chưa anh? Có quần nhờ như là có. Mọi người đừng chốt vội, chờ em xíu nhá. Chờ em một xíu thôi, các chế chờ em một xíu. Bán như tặng các chế luôn. Để cho những cái bạn mà bom hàng nhà em, cho các bạn ấy tiếc vì đã bom hàng nhà em luôn. Nhớ em không? Lê Thơm ơi, có thấy Lê Thơm nhá. Chờ em thử xin mọi người đúng 2 phút thôi. Chứ mình ngô ơi, chú Hạch Báo ơi, tôi đang giảm cân. Em đang giảm cân hay khổ này. Đúng là lúc những lúc giảm cân mình chỉ thèm cơm thôi. Thèm cơm, thèm đồ nướng.
Nói chung là em là một con bé mà em có thể ăn cả thế giới. Ôi rồi Nguyễn Trang, chị Quỳnh vẫn đi học đại học à? Ừ, em vẫn đi. Mọi người biết tuổi của em là mọi người sợ luôn, bởi vì sao? Cái mặt của em không hiểu sao trên livestream nó già đau, già đớn. Thực sự luôn mọi người. Em thì mọi người không biết là mọi người nhìn em mọi người cảm nhận như thế nào, nhưng mà ăn đi rồi nói em ơi, chị Linh Mai ơi, em có thói quen là vừa ăn vừa nói, nó kiểu con nhà nông dân, tôi thấy nó quen rồi. Quyết định về rồi. Thế ok ok chị vịt bầu nhá. Là sao? Em cái mặt của em nó già đau, già đớn, em không hiểu sao cái mặt của em. Đây, ăn miếng. Nó già như trái cà. Em rất là trẻ. Ai mà đã quen biết em từ trước rất là trẻ. Em cho em xin 1 phút mà để cho ship xong, để cho người có người ghi đơn đã, em xin các chị 1 phút thôi. Nên là cái mắt của em nó già đau già đớn. Những cái chị mà bồng con ấy trước mà buôn ấy thì chưa nhìn em ở ngoài bao giờ, mà nhìn em qua livestream thôi thì không biết là người lịch sự hay như thế nào. Thì là khách bồng con, có những người bồng 1 con, có những người bồng 2 con, bởi vì trước kia là em là bán hàng trẻ con. Đến cứ chào chị, hỏi chị sinh năm bao nhiêu, chị 89. Ôi dồi ôi, cứ chào em là chị thôi, cứ chị ngọt xuất mà em rất là trẻ. Mọi người mà biết em mọi người rất trẻ, không hiểu sao trên livestream chờ em 2 phút, cho em xin 2 phút nốt, bởi vì hôm nay anh ship anh đang qua. Cái người ghi đơn về ghi của mọi người là đang ở ở ngoài kia ghi đơn, em xin đúng 2 phút, thực sự đúng 2 phút thôi. Em đấy cho mọi người. Nè nè, không nói năm sinh của tôi nha. Không nói năm sinh của tôi nha. Nhưng mà cái mặt của em rất là già. Có những người mặt trẻ. Nhưng mà em chọn thì ưu tiên chốt cho em nhé Hồng Nguyễn ơi. Ừ ok. Nhớ mai qua lấy nha. Khách hẹn qua lấy toàn mất hút hàng luôn không à. Nhưng nhớ hộ em nhé. Nữ Thị Thanh ơi, có thấy Nguyễn Thị Thanh nhé, mọi người cho em xin đúng 2 phút thôi. Sau đó là em sẽ chốt cho mọi người đơn nhé, từ từ này. Đó, mã 01 còn đúng mấy trước này, hôm nay chốt quá là nhiều hàng siêu phẩm luôn. Vừa bán vừa tặng cho các chế luôn. Em sẽ chốt theo mã, mọi người nhớ hộ em này. Là nghe kỹ cân nặng này chốt cho em, bởi vì sao? Em cũng thế thôi. Như thế này nhá, để em nói cho mọi người nghe là cái chuyện mà chốt hàng rẻ và hàng sale. Mình mua về. Ôi khổ thân, đừng đừng có nói hộ em tuổi, vừa em ngại lắm mọi người. Bảo đây là em xíu, đừng mọi người đừng nghe 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 em tư vấn một tí đã, sau đó mọi người chốt nhá. Khi mà mọi người chốt hàng sale ấy, kể cả hàng rẻ cũng thế thôi, mọi người phải để ý cân nặng. Em sẽ chốt theo mã số, mọi người đừng ham rẻ. Bởi vì sao? Em sẽ nói cho mọi người là cân nặng từ bao nhiêu mọi người để ý hộ em nhá. Còn nếu như bây giờ mọi người ham rẻ, ví dụ như một cái chân với bò đi, mọi người mua về một cái giá rất là rẻ 30 40 nghìn nhưng mọi người không mặc được thì nó phí tiền ra. Và để những cái chân với bò đấy cho những chị khác mặc được thì có phải ok hơn không, đúng không mọi người? Thế nên là các chị hộ em, cố gắng hộ em với là chắc chắn mua hàng, chắc chắn nghe kỹ hộ em. Ok Trần Thị Loan mọi người nhá. Lâu lắm rồi em livestream của em vào đông đủ như thế này. Bởi vì là trước livestream nó cứ bị yếu yếu làm sao ấy. Vào mã không thấy đâu. Anh ơi. Nhanh lên xong chưa? Ok em chốt trước cho mọi người nhá. Không chờ ông này, ông ấy lâu lắm các chế lại ao hết livestream của em. Ra để em. Xong chưa? Xong chưa? Không không đi được à? Thế bây giờ làm nào? Phải đóng 52. Thế bây giờ anh đưa em bút, anh chốt cho khách trước đi. Ừ, chốt cho khách trước. Mọi người nhớ em mà để ý số điện thoại với cả các chị có đơn, em nhận hàng được hàng rồi, hàng đẹp lắm, ưng lắm. Cảm ơn mọi người nhá. Mọi người nhớ em là chốt hàng cho em thì mọi người inbox cho em nha. Inbox của em số điện thoại địa chỉ nha, bởi vì bây giờ em cái người ghi đơn của em đang làm ship ngoài kia, em sẽ lấy cho mọi người này. 01 nhanh nhanh cho em nhá. 01 còn 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. 6 chị nhanh nhất cho em. 01 này 25.000 cho em nhá. Tại chị thông báo từ sáng. Ok mọi người, 01 25.000 cho em sơ mi này. Ai nhanh tay của em này. 01 chốt cho em 25.000 này. 01 cho em ok này. Duyên duyên 2 chiếc cho em này. Duyên duyên cho em 25.000 cho em ok. Nhớ hộ em là chắc chắn hộ em với là mua hàng chốt cho em và mọi người chia sẻ livestream cho em nhá. 01 chốt cho em 25k cho em này. Mọi người canh từ sáng đang xem livestream. Cảm ơn chị Thúy Lulu nhá. Duyên duyên 2 chiếc rồi. 01 comment lên cho em. Facebook của em có thể bị ẩn comment này. 01 Facebook của em có thể bị ẩn comment nên các chị yên tâm, Quân Thảo Tú có hàng này. Mọi người nghe kêu em nhá, Quân Thảo Tú có hàng cho em này. Ok này. 01 chốt lụa nghiêm thị cho em đẹp này. Lụa nghiêm thị cho em. Lụa nghiêm thị cho em này. Ok. 25.000 nha mọi người. 01 chốt Tố Trang Nguyễn cho em ạ. Tố Trang Nguyễn cho em ạ. Tố Trang Nguyễn cho em này 25.000 này. 01 chốt tiếp cho em ạ. 25.000 cho em nhé. Hôm nay em không bán hàng câu like, em bán hàng để tăng tương tác, không bao giờ có chuyện câu like cả. 01 chốt cho em này, Kim Hoa có hàng này. Kim Hoa có hàng cho em này, 25.000 cho em này. Ok. 01 chốt chị Thu Trang Trương Nguyễn cho em ạ. Thu Trang Trương Nguyễn cho em ạ. Thu Trang Trương Nguyễn cho em ạ. Ok, 25.000 mọi người nhá. Hôm nay bán cực kỳ rẻ luôn. Đây một cái áo sơ mi, còn một cái áo cuối cùng chốt cho ai nữa đây ạ. 01 chốt cho Đặng Quyên cho em ạ. Đặng Quyên cho em mọi người nhá. Đặng Quyên cho em này. Các chị nhớ hộ em là có đơn inbox hết cho em vào số điện thoại với địa chỉ vào inbox cho em mới đi đơn được mọi người nhá, bởi vì bây giờ cái anh ghi số điện thoại với cả ấy của em thì đang ở ngoài kia lấy hàng. Em không bán hàng để livestream, mọi người chia sẻ lên cho em nhá.
Hôm nay bán rất là rẻ luôn. Một cái mã váy này đợt hè em bán phải đến 200 chiếc rồi. Cái này mặc cực kỳ thích. Dành cho những chị nào tầm dưới, tầm khoảng từ 45 cân đến tầm khoảng 52 cân mặc đẹp cho em. 45 đến 52 cân đẹp nhất là tầm khoảng từ 48-49 cân hộ em. Mã 02 chốt tiếp cho em nhanh lên. Cái váy này là mọi người buộc nơ ở đây nhá. Tay cực kỳ xinh, trễ vai rất đẹp. Mã này bán cho em 40.000 một cái, cực kỳ đẹp luôn. Chị có clip đồ bé không Bảo Trang ơi? Đồ bé thì hôm nay sẽ không clip được. Ừ, mọi người nhanh tay cho em này. Hôm nay có hàng bom à em? Không phải chị Lan Anh ơi, mã 02 của hôm em bán cực kỳ rẻ luôn này. 40.000 một cái váy này, ai mà nhận được cái váy này chỉ của ông thôi. Chất rất là thích luôn. Khách nhận cái váy này xong toàn lấy mấy chiếc, hôm nay còn đúng mấy chiếc này. Em nói thật mọi người, em không bao giờ nói điêu cho mọi người luôn. Mã 02 chốt cho em 40.000 một cái. 01 Kim Hoa ơi, bao nhiêu cân mặc vừa? Dưới 55 cân mặc thoải mái vì nó là form dáng suông. Mã này từ tầm khoảng cho em 02, Quỳnh Siêu có hàng này, Quỳnh Siêu có đơn nha, 02 Quỳnh Siêu cho em này. Quỳnh Siêu đơn đi rồi nha, 40.000 cho em, nhanh tay thì còn này. Mã 02 chốt cho em 40.000 này. Chuẩn luôn chị Trịnh Phượng, váy này chị có này, mặc đẹp lắm này. 02 này, 02 Phương Hà có hàng này. Mã này mặc cực kỳ xinh luôn này. Phương Hà cho em này, 40.000 cho em. Ok Phạm Thúy Anh ơi, có đấy Phạm Thúy Anh nhá. 02 còn đúng 4 chiếc này, 40.000 một cái váy. Trời ơi, không bán hàng câu view đâu mọi người ơi. 02 nhớ hộ em là cắt đơn. 02 hello go home, em có từ đơn go home đi rồi nhá. 02 Phương Hà có hàng này, nhanh tay cho em, toàn mã xinh thôi. Quỳnh Hâm Đơ thấy tớ không có đấy thì Phạm Thúy Anh nè. 02 Thùy Linh có hàng này, Thùy Linh cho em. Các chị có đơn inbox cho em số điện thoại địa chỉ nhá. 02 chốt cho em hôm nay có clip áo len không để mua cho mẹ. Không có đâu chị Nhung Nguyễn ơi. 02 chốt cho em, máy này đẹp lắm luôn, xuất sắc luôn. Tố Trang Nguyễn có hàng luôn này, 40.000. 02 này, 40.000 cho em này. Tố Trang Nguyễn này, Tố Trang Nguyễn cho em này. Ok 40.000 cho em, mọi người nhớ là chia sẻ livestream nhiệt tình lên cho em, lên đây một mã nữa này. Toàn bộ hàng đẹp. Mã 03 chốt cho em váy bò này, vừa bán vừa tặng các chế luôn. Không ai bán một cái váy bò này cho em 35.000. Em bán cho các chế hôm nay là lỗ luôn. Váy bò mọi người biết nhập rất cao này. Váy bò ngay kỹ hộ em, các chế comment của em là 03L cho em, cũng là size L. Chị nào tầm khoảng 55 cân mặc ok cho em mã này. 55 cân cho em, váy bò này 03L cho em này. 03L cho em. Trần Thị Hương ơi, shop của em ở Lê Trọng Tấn nhá mọi người. 03L cho em 35k. Comment ở 03L cho em 35k này. 03L Su Su ơi, có thấy Su Su nhá. 03L cho em 35k. 03 cho em 35.000 này. Hộ em với là hôm nay mỗi mẫu em xả gần như là không có nhiều. Thế nên mọi người comment đúng cú pháp cho em. Mọi người comment đúng cú pháp cho em và hôm nay chắc là hơi đông một tí. Thế nên là mọi người thông cảm cho em, nếu như chị nào không mua được thì em vẫn còn xả 500 chiếc trong một tuần cơ. Xả hết thì dừng livestream, nên là mọi người cứ yên tâm, không phải sợ là không mấy đâu. Mọi người nhá, 03L cho em 55 cân chân váy 35.000. Ok Lan Anh có ấy này. Mọi người nhớ hộ em nhá, là nghe kỹ cân nặng giúp em, nghe kỹ cân nặng giúp em, đừng chốt trước. Bởi vì sao? Chốt trước nó sẽ rất là khó cho mọi người. Em đã từng mua cảm giác hàng sale, em biết đừng nên chốt trước. Chắc chắn là vừa với mình hãy chốt. Mọi người mà chốt trước thì về không mặc được sẽ rất là phí mọi người nhá. Nên chắc chắn hộ em chốt cho em này. Đây, em bán cho mọi người nữa cái áo len này. Hôm nay cũng vừa bán vừa tặng luôn. Áo len nhập rất cao luôn này. Áo len này mọi người mặc với vest nhìn hộ em này, cực kỳ đẹp luôn. Áo ren cho em này. Áo ren mọi người mặc với vest rất đẹp này. Vừa bán vừa tặng cho em luôn này. 20.000 cho em cái áo này, còn đúng mấy chiếc thôi. 20.000 cho em mã này. Mọi người tầm khoảng đẹp nhất cho em là dưới 50 cân mặc ok cho em mã này. Dưới 50 cân comment mới nào. 04S cho em. 04S cho em là dưới 50 cân mặc ok, còn đúng 3 cái này. 04S cho em là dưới 50 cân mặc cho em. Mã này chốt cho em là 20.000 một cái thôi. Vừa bán vừa tặng các chế. Không bao giờ, chưa hôm nào bán rẻ như hôm nay luôn. Hôm nay là sale, gọi là sale kịch sàn luôn. Mã 04S cho em, 04S cho em là dưới 50 cân mặc ok cho em này. Là 20.000 một cái áo ren, nhìn của em này. 03 em hết, 04 cho em 20.000. Xuất sắc luôn, nhanh tay chia sẻ lên cho em. Bởi vì em hôm nay em bán hàng để tăng tương tác với các chế. Nên là mọi người 03XL hết rồi, sang mã 04 giúp em. Em mọi người nhá, thông cảm cho em này. Hôm nay em bán hàng là cũng không có ý định là 04 oanh thỏ có hàng này. Hộ em nhá là chắc chắn mua hàng ấy, chốt cho em này. 04S comment đúng cú pháp cho em nhá. 04S này. Mình chân váy mà 04 chốt cho em này. 04S comment đúng cú pháp cho em là 04S chúc em ạ. Ok Trịnh Thị Loan có hàng nhá. Trịnh Thị Loan cho em này, đúng cú pháp em chốt cho mọi người nhá. 20.000 ạ. Ok ạ. 04S cho em này. Ngọc Anh có hàng này. Ngọc Anh có hàng cho em này. Ngọc Anh cho em này. 20.000 kéo ren. Ok hết cho em ạ này. Đẹp quá luôn. Toàn bộ đều là hàng xinh xuất sắc các chế. Đây này, vừa bán vừa tặng cho em nhá. Đây em xem cái này là cái gì đây. Lên cho em mã nữa này. Mọi người nhớ em, để ý kỹ hộ em nhá. Là chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. Một bộ này vừa bán vừa tặng các chế luôn. Bộ này không ai bán giá này luôn. 40.000 một bộ này. Hàng Quảng Châu xịn đét cho em này. Bộ này nhìn hộ em cái mác này. Trời ơi, ngoài người ta bán bản 250.000 bộ này, xả cho em là 40.000 một bộ này. Comment hộ em mã này mọi người tầm khoảng dưới 55 cân hộ em này. Comment hộ em là mã 04L cho em là dưới 55 cân mặc thoải mái cho em. Comment hộ em là 04L cho em, 04L cho em 40.000 một bộ này thôi. Nhìn này.
Bộ này là hàng thêu Quảng Châu đẹp luôn nhá, chất đẹp luôn này, bộ quần đùi này, nhìn em dây thêu này, mát này. Không ai bán cái mã này 40.000 cho em. Áo kết hợp với chân váy đẹp lắm ý, tôi cũng có. Cảm ơn chị Trịnh Phượng cho em nhá. Quá rẻ luôn, hôm nay ai đã mua nhà em hàng hè thì biết này. Mã này là 04 cho em, 04L nhá. 04L chốt cho em là 40.000 này. Nhung Hà ơi, có thấy Nhung Hà nhá. Hôm nay mỗi mẫu của em là trang heo hết rồi cho em mã này. Hết rồi cho em. Trời ơi, toàn hàng xuất sắc luôn. Mọi người nhá, cố gắng hộ em với là 04L. Chị nào cũng có, bởi vì mỗi mẫu em chỉ có 1 đến 2 chiếc thôi. Thế nên là chị nào cũng có, chị nào cũng có nên hôm nay xả hết luôn cho mọi người này. Có bao nhiêu thì xả hết luôn. Toàn mã xinh thôi. 04L cho em, 04L cho em ok này. 04L chốt cho em này, đẹp xuất sắc luôn. 04L chốt cho em là Nguyễn Sonia này. Nguyễn Sonia này, đẹp lắm luôn ạ. Sonia cho em này. Ok. Hết cho em mã này nhá. Các tình yêu có đơn chủ động inbox cho em số điện thoại địa chỉ này. Cái này cũng vừa bán vừa tặng các tình yêu luôn. Áo này chất rất đẹp, bán cho em là 30.000 một cái áo này đi. Trời ơi, xuất sắc luôn này. Gu áo này nhìn này, nhìn mát này. 30.000 cho em, mã cho em là chốt cho em là 05 mọi người dưới 55 cân mặc ok cho em. Mã 05 35.000 cho em, 30.000 nhá. 05 cho em này, 05 cho em 30.000 này. Đẹp xuất sắc luôn, nhanh tay thì còn nhá. Dưới 55 cân comment 05 cho em 30k này. Nhớ là em chốt đúng cú pháp các chế nhá, đừng comment trước của em. Nhớ là em chỉ chốt đúng cú pháp thôi. 05 cho em 30k này. Toàn mã xinh luôn, nhanh tay thì còn. Trời ơi, mày quá rẻ luôn. Toàn hàng đẹp thôi, 05 cho em này. 05 cho em, bán gọi là vừa bán vừa tặng các chế luôn đấy. Chứ còn hàng này em 05 cho em này, 30k rồi, ôi rẻ như cho các chế luôn. 05 thì Thu Trang Trương Nguyễn có hàng này. Thu Trang Trương Nguyễn này. Hôm nay gọi là bán chiên các chế thôi. Ok, lên cho em một chân váy da nữa, 40.000 thôi, nhanh tay thì còn này. Chân váy da này rất thích mọi người nhá, 40.000 cho em. Chân váy da này chị nào tầm khoảng độ 52-53 cân mặc ok cho em. Mã 06L cho em, 06L cho em, 06L cho em nhá. 06L cho em 40.000, riêng chân váy da thì khỏi phải nghĩ luôn ạ. Chân váy da cho em này, chả ai bán 40.000, em nhập không có giá đấy. 06L cho em này, Quỳnh ơi hôm nay có quần đùi không vậy? Quỳnh Suri ơi có nhá. 06L cho em này, 40k này. Rất là nhiều mã xinh luôn, nên các chế chia sẻ livestream nhiệt tình lên cho em nhá mọi người nhá. 06L 0005 hết rồi, 06L cho em, comment đúng cú pháp cho em. 06L cho em này, 06L cho em, nhanh tay thì còn một mã 10.000 nữa này. 06L, 06L cho em này. Áo này ai nhận được rồi thì biết này, chất rất là thích luôn. 06L cho em nhá, 06L cho em. 06L cho em, 06L, 06L, comment đúng cú pháp em chốt đơn nhá. Sao cái nào gái cũng gái nào bán Trịnh Phượng nhưng bà rẻ hơn rất nhiều luôn, bảo là xả lỗ luôn mà bà. Linh Anh Trần ơi, không có size bé, hiện tại là chưa có size bé nhá. Ok chị Nhung nè. Chị Nhung cho em nè. Ok, tiếp đơn cho em một mã này 10.000 cho em, áo 10k này, chị nào đã mua rồi thì biết này. Chất rất là thích nhá. Mã này mọi người mặc như kiểu là mọi người mặc có cái ấy ở đây này. Nói chung là em thấy cái mã này là xưởng họ nhờ em bán hộ từ đợt trước, vẫn còn một số ít. Nó là áo giấy chất rất là mỏng cho em. Chất cực kỳ mỏng luôn, áo là áo giấy mọi người nhá. Áo này em nhập cũng rất là đắt luôn. Xưởng họ nhờ bán hộ cho em mã này 07 cho em, nó là áo giấy thôi. Bán cho em 10.000 cho chế này. Áo giấy bán cho em 10.000, mọi người dưới 50 cân mặc ok cho em. Chốt cho em mã 10S cho em 10.000 nhá. 10S cho em 10.000, màu xanh rất xinh này, 10.000 một cái. Còn đúng mấy cái bán nốt cho mọi người 10.000 này. 10.000 cho em, mã này xưởng nhờ bán hộ, gọi là em xưởng em nhập cao lắm luôn. 10S cho em này 10.000 này. Trời ơi, mã 10.000 cho em nhá. 10K cho em này. 10K cho em, mua em là 10S nhá. 10S cho em 10K này. 10S cho em 10K này. Nếu là dưới 50 cân mặc ok cho em nhá mọi người, 10.000 cho em này, mã 10 này. 10K cho em này. 10S, 10K cho em, mã 10S cho em nha. Dưới 50 cân mặc vừa luôn, hôm nay toàn bộ đều là hàng sale rất là rẻ cho các chế. Mã 10 cho em, mã 10 cho em, 10S, 10K luôn cho em. 10S, 10K luôn cho em này. Cực kỳ đẹp luôn, hôm nay chốt mã linh tinh nhá. Không các chế lại bảo em là thiên vị thì khổ thân em lắm. Đúng cú pháp ok, chị Nhung có hàng nè. Chị Nhung cho em này, ok này. Mọi người nhớ là chia sẻ clip cho em nha. Chắc chắn chia sẻ này, Nguyễn Thị Tuyết Hồng cho em này. Tuyết Hồng cho em này, ok. 10 Thanh Tâm cho em này, chị Thanh Tâm vừa này. Thanh Tâm này, Thanh Tâm nào đây ạ? Mọi người nhớ là có đơn cho em chia. Nhớ là ok chị Nhung hai chiếc nè. Ok ok, mọi người nhớ là có đơn chia sẻ livestream cho em nhá. 10S đúng cú pháp, Phạm Thanh có hàng ạ. Phạm Thanh cho em có hàng này, ok này. Su Su có hàng này. 10S cho em này, 10K ok hết cho em này. Su Su có hàng cho em. Các chị có đơn từ hai sản phẩm trở lên mọi người inbox cho em. Em đi địa chỉ 10 này, còn trước một chiếc cho em này. 10 chốt Nhung Hà cho em này. Nhung Hà cho em này. 10S 10K ok hết này. Cực kỳ rẻ luôn này. Đây. Vừa bán vừa tặng cho các chế luôn, toàn mã gọi là xinh cực kỳ luôn này. Trời ơi, cái chân váy này sổ em nói thật mọi người, em còn chẳng muốn bán cái chân váy này, bán cho em này. 35k của em với là mã 11 này. Bên trong có quần, chân váy này mặc cực kỳ xinh luôn. Chất rất là thích này, bên trong có quần cho em nhé. Chân váy này em mà mặc thì các chế yêu luôn đấy. Chân váy này mọi người 50 cân mặc cho em. Comment của em là mã 11M cho em.
11M có nghĩa là 50 cân mặc ok cho em. Mã 11M cho em, 11M cho em này, 35.000 thôi, quá đẹp luôn. 10 đến 40.000 là đúng 10 đến 40.000. Không bao giờ có chuyện đấy luôn. Mã này chốt cho em là 10, 35.000. Mã 11M cho em, 11M cho em này, 35.000 cho em này, 11M cho em này. Chị Trịnh Phượng ơi, em bị ẩn comment ấy, mọi người thông cảm cho em nhá. Trần Thị Hương ơi, có như thế chị Trần Thị Hương mà. 11 ok, chốt chị Nhung nè. Chị Nhung này, quần chân váy nó rất là xinh luôn, ok hết cho em mã này. Đây, hai cái này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn này, ba cái này. Trời ơi, em nói thật mọi người luôn, áo này rất là đắt, em còn đổ cho xỉ, nói chung là mọi người đã biết rồi này. Mã này vừa bán vừa tặng cho em luôn này. 15.000 cho em áo này, cực kỳ xinh luôn. Chị nào mà tầm khoảng từ 50 55 cân mặc ok cho em mã này. Từ 50 55 cân cho em mã này. Mã này là mã 12. Comment của em là 12L cho em. 12L cho em này, 12L cho em 15.000 một cái. 12L cho em là 15.000 một cái mọi người nhá. Nhớ có đơn inbox luôn cho em địa chỉ số điện thoại. 12L cho em, 12L cho em. 12L cho em này. 12L cho em là 10 là 15.000 một cái ạ. 12 này. 12 cho em này, 15.000 một cái luôn này. 12L cho em này. 12L cho em này, 15.000 một cái này. Cực kỳ đẹp luôn. Các chị nhớ hộ em là có đơn cho em xin số điện thoại và địa chỉ và inbox nhá. 15.000 một cái. Trời ơi mày bán quá rẻ luôn. Mỹ Hoàng Nguyễn ơi, có nhìn thấy comment của chị Mỹ Hoàng Nguyễn nhá. Trần Duyên ơi, có nhìn thấy Trần Duyên không? Ai nhà em hơi đông khách một xíu nên các chị thông cảm cho em. Mọi người nhắc nhớ có đơn inbox cho em này. Ok, 12L chốt cho Lan Anh cho em này. Ok, Lan Anh có hàng này. 12L, 12L comment đúng cú pháp cho em. Tuyết Phương, Tuyết gì đấy ạ? Tuyết Phương có hàng này. Tuyết Phương có hàng cho em này. Ok này. 12L, 12L chốt cho em. 12L chốt cho em mà đúng đồng tiền có hàng này. Mà đúng đồng tiền này. Ok, 15.000 cho em. Các chị của em là nhớ chia sẻ lên cho em nhá. Đây chân váy da chị nào còn chốt này. Chân váy da 40.000 chị nào còn sót nhanh tay cho em, không bao giờ có cái giá chân váy da 40.000 đâu các chị. Nhanh tay cho em còn sót một chiếc là chân váy da này, mọi người tầm khoảng độ 47 cân mặc ok cho em nhá, cực kỳ đẹp luôn. Chân váy da có túi ở đây này. Riêng chân váy da nhà em các chị yên tâm đi, mặc cực kỳ đẹp luôn. Chân váy da cho em mã 35. Chân váy da mã cho em là 3. Chân váy da chốt cho em là mã 13M cho em luôn. 47 cân mặc ok cho em, 40.000 thôi. 13 cho em này, 40k này. Trời ơi bán rẻ như cho luôn. Mã 13 cho em, mã 13 cho em này. 13 cho em này. Thế cái lô hàng kia để đâu, 40.000 cho em này. 13M cho em là 47 cân mặc ok nhá. 13M cho em này. 13M cho em, 13M cho em đẹp xuất sắc luôn các chế. Nhanh tay thì còn, toàn bộ đều là hàng Quảng Châu này. Nhìn hộ em này, không biết anh để trong túi ấy. Mã 13 cho em, mọi người nhớ là chia sẻ tích cực lên cho em nhá. Cái mã này em chốt cho mọi người là mã 13, chốt 13 cho em. Quân Thảo Tú này, ok. Nhớ em là comment đúng cú pháp cho em nha. Quân Thảo Tú này, hết cho em mã này. Đây, toàn bộ là hàng đẹp luôn. Đây, combo này vừa bán vừa tặng cho các chế luôn này. Một áo này cho em. Một áo này là áo hàng Quảng Châu nhá. Các chị nhìn này, hàng đẹp luôn này. Không bao giờ có chuyện hàng vớ vẩn, nhớ là chia sẻ lên cho em. Chia sẻ lên cho em này. Combo một cái áo này, một cái chân váy này cũng vừa bán vừa tặng cho em đây. Cái chân váy này ai mà nhận được của em từ đợt trong này. Mọi người mua ở ngoài bao giờ cũng nói thật sự chân váy này rất là đẹp, mặc với áo len cực kỳ đẹp luôn. Đây, hàng Quảng Châu cho em combo này cũng 40.000 cho em. Combo này áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream cho em này. Mã 14 cho em 40k này. Comment của em là mã 14 40k cho em này. 14 40.000 cho em này, nhanh tay thì còn nữa chế ơi. 14 40k cho em này. 14 này 40k cho em này. Mỗi mẫu xổm xả chỉ có 1 đến 2 chiếc thôi nên mọi người yên tâm đi, rất là nhiều hàng đẹp luôn. Mã 14 cho em. 14 cho em này, cực kỳ đẹp luôn này. 14 cho em xinh lắm luôn mọi người. 14 cho em gần như ai cũng mặc được luôn. 14 này chị nào mà tầm khoảng độ 50 cân mặc cũng ok. 14 này một chân váy, một combo, một áo luôn 40k. Trời ơi quá rẻ các chế, nhớ là chia sẻ lên cho em. Có chân váy jean ok, tí nữa sẽ lên từ từ nhá mọi người. Ngọc Anh ơi, có thấy Ngọc Anh nhá, mọi người nhớ là có đơn cho em à. Ok, 14 cho em, chị nào mà cũng xinh luôn. 14 comment của em, 14 cho em, 40.000 cả hai thứ luôn, rất là đẹp. 14 chị Duyên Nguyễn này. Duyên Nguyễn cho em này. Duyên Nguyễn này là Duyên Nguyễn nào đây ạ? Duyên Nguyễn ở đội Cần đúng không ạ? Ok, chốt 14 cho em này. Lên cho em áo này vừa bán vừa tặng cho em này. Áo này bán lỗ cho các chế luôn này, 10.000 luôn, còn đúng 2 chiếc. Áo này ai đã mua của em rồi thì chất cực kỳ thích luôn. Nó là áo dáng váy cho em nhá, áo dáng váy cho em còn đúng 2 chiếc này. Bán cho em là 10.000 2 chiếc, 10.000 mã 15 cho em. Mã 15 cho em là 10k này. 15 cho em 10k này. 15 cho em là 10k này. 15 cho em này, 10k này. Đẹp xuất sắc luôn. 15 cho em này, 10k này. Đông khách quá bán này cũng khổ. 15 cho em 10k này. Nhớ là chia sẻ livestream lên cho em nhá. Toàn mã rẻ cho mọi người ơi. Trời ơi rẻ dã man luôn. Nhanh lên mọi người, còn rất nhiều hàng, có 500 hàng đang chờ các chế cơ. Mỗi mẫu chỉ còn 1 đến 2 chiếc thôi nên các chị nhanh tay và chia sẻ lên cho em nhá. Nhớ là áp dụng các tình yêu chia sẻ 5 đến 7 lượt này. Toàn hàng xinh xuất sắc luôn.
Ok chị Duyên Nguyễn chốt cho em mã này 10.000 áo này, quá chất luôn, mặc mùa thu cực kỳ đẹp luôn. Ok chốt mã 15 chị Nhung nè, chị Nhung có một cái này. Ok 15 chốt tiếp cho em này. 15 chốt tiếp cho em, nhanh lên nhanh lên. Lan Anh có này. Ok Lan Anh cho em này, hết cho em mã này nhá. Ờ Lan Anh 2 đúng không? Ghi Lan Anh rồi, nhớ ghi Lan Anh 15 em hết luôn này. Nếu em là các chị có đơn chủ động inbox thì cái váy này chưa bao giờ bán rẻ như thế luôn này. Một cái váy dây này vừa bán vừa tặng cho em này, 20.000 cái váy này đi ạ. Cái váy dây này mặc rất là xinh nhá mọi người, chỉ việc thắt một cái đai cho em thôi, hàng Quảng Châu cho em, vừa bán vừa tặng luôn, 20k. 16 cho em 20k, comment của em là mã này mọi người mặc là 16M cho em, size M, mặc từ 47 cân mặc ok cho em. 15 chốt cho em 10.000 này, 16 cho em 20.000 này, vừa bán vừa tặng các chế luôn. Nhớ của em là áp dụng các tiêu chia sẻ từ 5 đến 7 lượt, duy nhất tối ngày hôm nay, kể cả mai em có xả thì em cũng sẽ không xả giá này nữa, bởi vì tối với hôm nay thôi, còn đấu là mai là không bao giờ có cái giá này nữa mọi người nhá. Mai kể cả có xả thì cũng không bao giờ chịu lỗ như này, bởi vì là xưởng họ xả cho mình đúng thực sự là họ đã giao cho em là 40-45 rồi, không bao giờ nó điêu. Giao cho em là hôm nay em bán gần như là rất là giá sập sàn luôn. Comment của em là mã mười mấy nhở, 16M cho em, 16M cho em 20k này, gần như là không bao giờ có cái giá này. 16M cho em 20k này, cực kỳ nhiều mã đẹp luôn. 16M cho em 20k, 16M cho em ok này, chắc chắn mua hàng, hàng thu có hạ đơn nhé, hàng thu cho em này mọi người nhá, cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ comment theo cân nặng, ví dụ như là S thì em sẽ comment là S, M thì là comment là M, em sẽ đọc rõ số cân cho mọi người nhá, nên mọi người comment đúng cú pháp cho em nhá, đúng cú pháp để mà nhớ, nhắc cho mọi người nhớ là, bởi vì sao, nhắc cho mọi người nhớ là size của mọi người là bao nhiêu, đừng mua lãng phí. Mình size bao nhiêu mình mua bấy nhiêu, mình nghe kỹ cân nặng, bởi vì sao, cái hàng sale này thực ra là sale thì đã là rất là rẻ rồi, mọi người săn được sale cũng rất là may mắn rồi, nhưng mà bởi vì sao, khi mà mọi người mua cái hàng này này thì mọi người về mọi người mặc được, nếu không mặc được thì rất là phí. Thế nên là mọi người chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nhá, đừng xả bợ đơn vào các chế. Nhớ em là có đơn inbox cho em một cái váy ren này nữa, cực kỳ đẹp luôn. Váy ren này mọi người mua mặc ăn cưới cực kỳ xinh. Size M cho em váy cánh tiên này, màu ren cho em, cũng vừa bán vừa tặng cho em 40.000 một cái váy này, quá xuất sắc luôn. Mã này comment của em là mã này chốt cho em, mã này cũng size M cho em, tầm khoảng từ 45 cân đến 48 cân, mặc quá đẹp luôn. Mã này mã 17M cho em, 17M cho em luôn, 40.000 này, váy ren nhá. 17M cho em 40.000 này, hàng Quảng Châu Mark Nguyên Si. 17M cho em 40.000 này, cực kỳ đẹp luôn, duy nhất ngày hôm nay cho em. 17M cho em 40.000 này, cực kỳ đẹp, 17M cho em. Nhanh tay thì còn các chế, ôi cái áo bi này còn sót này, bi còn sót thì bán luôn. 17M, 17M cho em này, 17M cho em, nhanh tay thì còn các chế. 17M cho em, trời ơi, quá rẻ luôn, 17M cho em. Cái váy ren này ai mà ưng được này, có 40.000 một cái, hàng Quảng Châu luôn, chưa bao giờ bán rẻ như thế. 17M, ok chị Trần Chi cho em này. Trần Chi có hàng váy này và mặc tặng đi ăn cưới rất là đẹp luôn này. Mọi người nhớ là có đơn inbox cho em đầy đủ thông tin nhanh nhất nhá. Cái bi này còn bi nhỏ, bi to nhưng em bán đồng giá cho mọi người. Chị nào chưa chốt được cho em 17 là 40.000 thôi. Bi này đúng thực sự, em mặc cho mọi người xem. Eo cái áo bi này chất đẹp xuất sắc luôn. Vừa bán vừa tặng các chế này, 25.000 một cái. Eo ơi ai mà nhận cái bi này á. Mọi người chia sẻ lên cho em bi này, em còn mấy chiếc nữa thôi. Cả bi nhỏ cả bi to em chốt ngẫu nhiên cho mọi người, bi to cũng rất là xinh nhá. Ok chị Đào Lan Phương một cái này, đẹp xuất sắc luôn chị Đào Lan Phương ơi. Mã này 01 chốt cho em, đúng rồi. Mã 01 chốt 01 cho em Đào Lan Phương này. 25.000 thôi, vừa bán vừa tặng Đào luôn này. 01 chốt cho em này. Phương Hảo ơi em vẫn đang đợi. Ừ ok đợi em xíu nhá. 01 chốt cho em này, toàn mã đẹp thôi. Đào Lan Phương này, 25.000 một cái áo sơ mi. Đào Lan Phương cho em. Dưới 55 cân mặc ok nhá, 25k cho em này. Chị Đào 01 chốt cho em bi còn mấy chiếc thôi này, nhìn của em này. Hàng đẹp xuất sắc luôn này. 0101 chốt cho em 1234 này. Nhớ em là chia sẻ mạnh tay lên cho em. Hôm nay là bán giá gọi là lỗ luôn, em nhập một cái mọi người đã biết rồi. Không bao giờ có cái giá sơ mi này luôn này. 01 chốt mã 0101 chốt cho em này. 25.000 trời ơi, cái sơ mi bi này khách nhận vừa nãy ưng cực kỳ luôn này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em có bị ẩn com không? Vậy chị Phương Hà ơi có nhìn thấy Phương Hà nhá. 01 này chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em, các tình yêu có đơn này. Suri à? Đâu? Hay là Su có đơn 01 rồi còn gì? Ngọc Huyền có hàng này. Chị Ngọc Huyền ơi, nhớ mai cọc của em nhá. Ngọc Huyền cho em này, ok 01 này. 01 Phạm Thanh cho em này. Xuất sắc luôn này, 20.000 một cái. À 25.000 một cái cho em này. 01 25.000 một cái cho em này. 01 chốt cho em này. Hạnh Ruby này. Hạnh Ruby cho em này, 25.000 này, ok này. 01 Lan Anh 2 cho em này. Lan Anh 2 cho em này. 25k cho em này. 01 chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nhá các chị ơi. Cái trên. Bên cạnh bên tay trái đấy. Trời đẹp xuất sắc luôn. 01 chốt tiếp cho em. 01 còn đúng 2 chiếc nữa này, là hết sạch bách này. Đẹp dã man luôn. Mọi người chốt này, 01 chốt cho em này. Hương Hiễm này, đẹp lắm mọi người, nhìn của em này. 25k. Vừa bán vừa tặng các chế luôn. 01 25k. Phương Hảo ơi, ship bưu điện bao nhiêu, ship bưu là bao nhiêu ạ? Tùy đơn, nhưng mà gần như là nhà em làm với 01 Mỹ Hoàng Nguyễn này. Đẹp xuất sắc luôn này, nhìn của em này. Áo nguyên tang mắc này. Mỹ Hoàng Nguyễn cho em này. 25.000 cho em này, quá xuất sắc hết cho em.
Đây, trời ơi. Ai mà nhận được cái áo này nhìn hộ em này. Toàn bộ đều là hàng Quảng Châu đẹp nhá, không chơi với hàng vớ vẩn luôn. Mọi người nhớ hộ em là chắc chắn mua hàng đây. Cái mã này mọi người còn có thể mặc được hai kiểu cơ ạ. Cái kiểu này của nó mọi người có thể mặc được như này này, ở bên trong của nó này, đẹp xuất sắc luôn. Mã này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn này. 35.000 cho em một cái áo này, siêu phẩm luôn. 35k cho em này. Mã này mọi người dưới 55 cân mặc ok cho em. Gầy mà cũng vẫn ok cho em. Mã này comment của em là mã 18 ạ. Mã 18 cho em 35k này. Đã Đinh Nguyễn Ngọc Diệp có nhìn thấy nhá. 18 cho em này. Áo trễ vai xinh lắm luôn. 35k cho em, nhanh tay thì còn ạ. Đẹp xuất sắc chưa? Cực kỳ siêu phẩm các chị. Kêu bé xin lại điện thoại với địa chỉ đi nào. Kêu bé xin lại điện thoại với địa chỉ cho em này. Kêu bé bị khóa Facebook rồi à? Kêu bé bị khóa Facebook rồi, chị kêu bé ơi. Chị kêu bé bị khóa Facebook rồi. Bảo chị Mỹ Hoàng Nguyễn là ngày mai mình tổng đơn. Chị Mỹ Hoàng Nguyễn tổng đơn cho em nhé. Mai tổng đơn rồi chuyển khoản đấy chị Mỹ Hoàng Nguyễn. Cực kỳ đẹp luôn mọi người, nhanh tay cho em. Mã 10 mấy nhỉ? Mã 18 Thanh Tâm có hàng này. Thanh Tâm này là Thanh Tâm không giấu đấy anh. Nhớ là các chị có đơn inbox cho em. Thanh Tâm cũ đã nhận hàng chưa? À Thanh Tâm cũ nhận hàng giúp em nhận đây một mã này nữa này. Đã nhờ hàng xóm nhận hàng chưa? 20.000 cho em mà chị nào muốn ấy. Cái này không biết là có phải không, để ở đây là bị nhầm luôn đấy. Có một à quý? Ừ. Mã pha gen cho em 20.000 này. Trời ơi. Mã pha gen cho em 20.000 này, chị nào nhanh tay thì được. 18 là cái gì đấy? Là cái này à? Ừ, mã này mã cho em mã 19S này. 19S cho em dưới 55 cân mặc ok à, dưới 50 cân. 18 Thanh Tâm. Bao tiền? 35.000 thôi. Mã này chốt cho em này 20.000 này, riêng gen nhà em mặc với chân váy thì phê luôn. Chị nào 19S tầm khoảng 45 cân đến 47 48 cân ok cho em. 19S này. Phê cực kỳ phê luôn, 19S này, hàng Quảng Châu nguyên si còn sót đúng hai cái. Đấy. Chị nào vừa nhận hàng bảo là mã này nhận quá phê, chưa bao giờ bán 20.000 một cái. Nhớ hộ em là chia sẻ lên cho em. Nhớ đấy, cho chia sẻ lên cho em để xem nhà Nguyễn nghỉ rồi. Mã này chốt cho em nhanh tay cho em. 19S cho em này, 19S cho em này. 19S cho em nhanh tay thì còn. 19S comment đúng cú pháp cho em nhá, 20k này. Quá rẻ luôn. Shopee Phạm Thanh ơi, không ship Shopee đâu. 19S cho em ok, Kim Hoa có hàng này. Kim Hoa cho em này. Kim Hoa xin số chưa? Ok, Kim Hoa cho em này. Cho số ở trên livestream mới. 19S cho em này. Nhớ em là các thì yêu vẫn là cho số cho em nhá. Ok, Thúy Hồng chuyển khoản nhận được rồi. 19 bao nhiêu tiền? 19S 20.000 thôi. Vừa bán vừa tặng luôn. Kim Hoa xin số điện thoại đây luôn. Kim Hoa xin số điện thoại Kim Hoa cho em. 19S cho em nhanh tay thì còn. Nhớ em là có đơn inbox cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Duyên Nguyễn có hàng này. Đẹp xuất sắc luôn, mã này mọi người nhận thì à, quá ưng luôn, khách nhận rồi thì biết này. 25.000 à, 20.000. Mã comment, ôi, nhìn chân váy này, toàn hàng xuất sắc này. Trời ơi, cái chân váy này á. Chân váy này bán cho em đúng là vừa bán vừa tặng các chế luôn, 35.000 không nhập được cái giá này. Chia sẻ mạnh tay lên cho em chân váy này nhận thì ưng cực kỳ luôn này. Mã này chốt cho em là mã 20M cho em, mọi người tầm khoảng dưới 50 cân mặc ok mã này cho em. 20M cho em 35.000 này, riêng chân váy này mã 20M cho em comment đúng cú pháp chốt đơn cho em nhá. Không thiên vị ai luôn này. 20M chốt cho em này 35.000 này. Đẹp xuất sắc luôn, dưới 55 cân, dưới 50 cân mặc ok cho em. Hết cho em mã này rồi, đẹp quá. Toàn bộ đồ hàng cao cấp anh. Giờ ra mới thấy vừa bán nguyên, nói chung là tùy đơn, cân nặng càng nặng thì càng đắt, đúng rồi. Càng nhẹ thì càng rẻ. Phạm Thanh ơi, bởi vì là hàng này hàng sale rồi nên mọi người để ý kỹ, em đừng bắt em free ship và đừng hỏi em là mọi người ơi có free ship không nhá. Và mọi người đừng có kỳ kèo với em tiền ship, bởi vì bên em đã làm việc với bưu điện Việt Nam Post, là một trong những bưu điện mà Trần Thị Hương có hàng 20M này, đẹp xuất sắc. Cái vé này thì khỏi phải nghĩ luôn ạ. Trần Thị Hương. Trần Thị Hương có đơn không? Chưa có đơn đâu nhá. Mọi người nhá, hộ em là có đơn inbox trên số điện thoại địa chỉ này. Đây. Hai cái váy nữa, riêng cái váy này. Ôi, cái váy này đợt đấy em bán gọi là cháy hàng luôn. Cực kỳ xinh này, cái chất của nó rất là mềm. Cái này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn, 40.000 một cái cho em. Mã váy này rất đẹp. Mã này mọi người tầm khoảng dưới 50 cân mặc đẹp nhất cho em, bởi vì nó là váy ôm body. 21M cho em luôn. 20 anh để yêu em với là 35.000. Mã này 40.000 cho em này, cực kỳ đẹp. Mã này em nói thật mọi người luôn, mặc phê dã man luôn, váy cho em nhá, váy body luôn. Dưới 50 cân mặc ok cho em, 21M cho em 40.000 một cái. Trời ơi. 40.000 một cái cho em này. 21 cho em 40.000 một cái này, mặc cực kỳ đẹp luôn. Chị nào mà nhận nhanh tay thì nhận được cái mã này. Siêu phẩm luôn đấy các chế. Nhanh tay cho em 21M cho em này, đẹp xuất sắc luôn. 21M cho em dưới 50 cân mặc đẹp luôn. Phương Hồng ơi, có nhìn thấy tình yêu Phương Hồng nhá. Nhớ là chia sẻ lên cho em để em đông khách các chế. Hôm nay bán tăng tương tác thôi nên các chế nhớ hộ em là chia sẻ mạnh tay lên, nếu không chia sẻ livestream là không chốt đơn cho các chế đâu nhá. Trời ơi, không chia sẻ livestream là không có chốt đơn cho các chế đâu. Trời ơi, đẹp chưa này? Trời ơi, thực sự đấy. Quần này siêu phê luôn, mặc cực kỳ đẹp luôn này. 21 comment đúng cú pháp nhá, 21M này. 21M cho em này. Mai chua này. Mai chua cho em này. 21M cho em. Ship Bắc Giang cũng rẻ. Hoàng Nhi ơi, có nhìn thấy Hoàng Nhi nhá. Rẻ quá nhỉ. Bán vừa tặng luôn này. 21M cho em, nhanh tay cho em. Hôm nay mà chị nào bom hàng này. 21M ly khanh không giấu này. Chị nào mà hôm nay mà bom hàng là đúng xác định là hơi bị cay cú đấy. Bán có được lời lãi bao nhiêu đâu các chế.
rẻ quá này. Đây combo này cũng vừa bán vừa tặng cho em. Ly Khanh xin số đi. Ly Khanh xin số điện thoại Ly Khanh cho em nhá. Cái mã này đúng là vừa bán vừa tặng luôn này. Ba cái luôn, ba cái mà có 50.000 này. Cho em nữa này. Cái váy đẹp quá luôn mọi người nhá. Một cái áo hot đi thôi. Trời ơi, hôm nay bán quá rẻ luôn. Chia sẻ lên cho em combo này, hàng Quảng Châu này, nhìn của em với không mọi người lại bảo em nói điêu này. Một cái hot đi mà một cái áo màu hồng cho em này, thêu này. Với cả một cái áo lụa cho em màu cam hàng Quảng Châu. Tiếp cho em nữa là một cái áo hồng này nữa này. Đây. Combo 50.000 ba cái luôn. Mã 22 cho em, 22C cho em. Comment đúng cú pháp cho em 22C này, màu hồng cho em này. Một cái áo lụa này, đẹp xuất sắc luôn. Một cái áo lụa cho em này, đẹp xuất sắc luôn. Một cái áo lụa cho em này, lụa này lụa đẹp nha, lụa Quảng Châu nhìn của em này. Lụa Quảng Châu luôn, combo này cho em là 22C cho em 50.000 ba cái luôn. Comment Tuyết Phương ơi, có nhiều Tuyết Phương nhá. Đông quá. 50.000 ba cái, quá xinh luôn. Comment 22C cho em. 22C cho em này, đẹp xuất sắc luôn. 22C cho em này. Đẹp lắm mọi người, hôm nay vừa bán vừa tặng thế không bao giờ có. 23C chứ. Ừ, Mai Chua có nhìn thấy mà. Thu Đỗ này, chị Thu Đỗ có hàng này. Chắc chắn comment đúng cú pháp cho em các chế nha, để em chốt hàng này. Đây lên tiếp cho em combo cũng vừa bán vừa tặng các chế luôn này. Đây. 22 à? Đẹp lắm, cái chân váy này thì thôi nhá mọi người, nhìn của em này. Chân váy kẻ này. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. 50.000 anh nói như dã như thế mà không nghe được. Combo này cũng vừa bán vừa tặng cho em, vừa bán vừa tặng luôn, 50.000 hai cái. Ôi, rẻ như cho, không bao giờ có cái giá này, nhìn của em này. Cái áo này phải gọi là quá đẹp luôn này, áo Quảng Châu này. Combo này mọi người mặc cho em cả cái combo này cũng đẹp này, chân váy Quảng Châu 50.000 luôn này. Combo này cực kỳ xuất sắc. Không bao giờ một cái mọi người mua được cái giá này luôn. Combo này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn, cả hai cái 50.000. Combo này mọi người comment của em đừng em chưa hết mã nhá. 23 chốt cho em là 23S cho em mọi người, tầm khoảng độ 47 cân mặc đẹp cho em, 46 47 cân mặc cho em, combo này đẹp. Comment của em là 23S cho em nhá. 23S cho em. 23S cho em này. 50.000 thôi, combo này em nhớ lưu ý với em là áp dụng các tình yêu chia sẻ, mọi người cứ chia sẻ lên cho em tăng tương tác với em. Em bán cái này để tăng tương tác thôi, toàn bộ đều là hàng cực kỳ đẹp luôn. Eo ơi, siêu phẩm luôn này. Mã comment của em đúng cú pháp là 23S cho em. Thùy Lulu ơi, có nhìn thấy Thùy Lulu nhá. Cực kỳ xuất sắc, 50.000 hai cái, trời ơi. 23S cho em này, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. Comment đúng cú pháp 23S cho em để em chốt hàng nhá. 23S cho em, 23S cho em này. Cực kỳ đẹp luôn, vừa bán vừa tặng các chế luôn. 23S cho em này, ok này. 23S nhá. 23S cho em không thiên vị ai hết chị Lan nào. Anh ok chị Lan Anh 2 cho em này. Không thiên vị ai hết các chị nào mua hàng trước thì em chốt cho trước nhá. Gì nhỉ mọi người nhỉ, hộ em này là nghe kỹ cân nặng hãy chốt cho em nhá. Tránh trường hợp xả, cực kỳ xả nếu như chị nào hôm nay mà xả một chiếc là em xả cả đơn, không phải em khó tính. Em đã nhắc đi nhắc lại mọi người trong livestream rồi là kể cả hàng sale thì mọi người cũng phải để ý cho em cái cân nặng. Để bởi vì sao? Tránh trường hợp là mình xả hàng lúc sau gọi. Mỗi cái có 10, 15.000, 20.000 thôi. Em livestream để tăng tương tác chứ không bao giờ có những cái áo ai đã mua hàng nhà em thì biết hàng Quảng Châu nhà em. Rẻ nhất thì mọi người mua cũng phải tầm 6, 70.000, 80.000 chứ không ai bán cho mọi người là 10, 20.000, 30.000, 40.000 cả. Thế nên là hộ em là chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em, nghe kỹ cân nặng hãy chốt cho em. Và chốt đơn xong thì inbox cho em số điện thoại địa chỉ nhớ hộ em với mọi người nhá. Đấy, chỉ gọi là mong mọi người là đây. Combo này cũng vừa bán vừa tặng cho em này. 23 là 50.000. Combo 24 cho em cũng 50.000 này, một cái quần thể thao này, cực kỳ đẹp. Combo này mọi người mặc cho em tầm khoảng 48 cân một quần thể thao một áo này, đẹp xuất sắc chưa? Combo này đúng kiểu sporty luôn đấy mọi người. Mã này mọi người mặc cho em là comment của em là 24L cho em là tầm khoảng 50 cân mặc ok cho em nhá. 24L là 50 cân mặc ok cho em này. 24L là 50 cân cho em, combo này 50.000 cho em. Đẹp xuất sắc luôn, một áo một quần cho em, quần thể thao thì khỏi phải nói luôn. Mã 24L cho em là 50 cân mặc ok cho em nhá. 24L cho em là 50 cân mặc cho em, combo này 50.000 cả áo cả quần luôn, 50.000 cho em này. Bán người không cả. Hôm nay xấu như thế này. Nhanh tay à, hôm qua nhận được cái áo hoa tai tặng nữa này, xin nữa vứt thì bé lẫn trong ni lông nhưng mà xinh ơi là xinh, cảm ơn duyên mình ngô nhá. Trời ơi xinh lắm. Con Quỳnh nói 50k mặc là sao con Trang kia? 25 chốt cho em, nhanh tay này, 25 à 24L cho em nhá. Mọi người comment đúng cú pháp của em 24L tình yêu. 24L Quỳnh siêu này, nhanh nhất luôn này. Ok đẹp xuất sắc luôn. Đây, một thực ra là một cái váy này nó không phải là trong cái combo xưởng họ xả cho em. Thực ra cái váy này em nhập rất đắt. Bởi vì sao? Cái kiểu nó cực kỳ đẹp như hôm nay luôn. Thực ra cái kiểu này mọi người nhá, riêng một bình thường mọi người sẽ được một cái váy dáng suông như này rất là đẹp. Đây mặc cho mọi người xem cái kiểu này, xinh cực kỳ xinh luôn. Kiểu này hôm nay phá lệ cho em, bán cho em 55.000, combo này em nhập vào đã 100.000 rồi. Rất là đẹp luôn, chất mọi người nhận thì mọi người cực kỳ ưng luôn, kiểu nó rất là lạ, bán cho em 55.000 riêng một cái hai cái này luôn. Cả hai cái mọi người sẽ được tặng một cái yếm như này nhá. Đây, mặc cực kỳ xinh này. Kiểu này rồi, tí ngã. Kiểu này đẹp xuất sắc luôn, 55.000 cho em mã bao nhiêu đây ạ? Mã bao nhiêu đây? Mã bao nhiêu đây? 25.
25. Kiểu này mặc xinh lắm luôn, nhanh tay thì còn. Kiểu này mặc cực kỳ Hàn Quốc hàng xẻng mà chất rất là phê luôn. 25 cho em, nhanh tay thì còn 55.000 thôi. Chị nào mà nhận được combo này quá là may mắn. Mọi hình thường mọi người mặc này, xinh lắm, kiểu này cực kỳ Hàn Quốc. Mã này nhập vào rất là cao. Em còn đúng cho 25 thôi cho em, 55.000. Cái này không mua hơi phí, đập rất cao luôn. Còn đúng 2 set, 25 cho em, 55.000 này. May bán gọi là vừa bán vừa mua. 25 cho em này, 55.000 này. Ok, Út Nguyễn có hàng này. Út Nguyễn cho em này, 25 Hạnh Ruby có hàng này. Xinh lắm luôn, 55.000 này. Chốt cho em Hạnh Ruby này, anh để cho em Hạnh Ruby thế này. 25 chốt cho em, lên tiếp cọc cho em đi. Cầm lên ngoài, lên tiếp cọc cho em đi. 25 chốt cho em này, Hạnh Ruby này. Đẹp xuất sắc luôn. Đây, 25 cho em này, mã này cực kỳ xinh luôn, Hạnh Ruby này. Ok, 55.000 cho em. Này, lên tiếp cho em cái váy màu này thì ai nhận cũng ưng, cắt laser này. Trời ơi, mọi người mà mua xem cái livestream của em từ cái đợt đầu, em bán cái váy này từ đợt đầu hè luôn, mọi người đã biết rồi, rất là đẹp. Mà hôm nay xưởng chơi cùng với em, họ lấy cùng một chỗ, có nghĩa là bọn em là bạn hàng với nhau. anh lại comment là mày bị ốc chó à? Sao lại comment thế? Thằng nào lại nói linh tinh à? Không, bạn dạy em ăn kiêng nên là ấy quá. Comment của em, mã này comment 26M cho em, dưới 50 cân mặc ok cho em. 26M cho em này, 30.000. Cái này không có giá nhập luôn, nhìn của em này. Váy cắt laser màu rêu này. Chị nào đã mua rồi thì biết này, xinh cực kỳ luôn. Mọi người nhớ của em nhá, 26M cho em, 30.000. Vừa bán vừa tặng các chế duy nhất ngày hôm nay. 26M cho em này, đẹp xuất sắc chưa? Chắc là mai làm combo đó các chế nhỏ. Chứ mà tình hình như thế này thì 30.000 cho em này. Mai làm combo tình hình như này mọi người chốt khổ thân lắm. Bây giờ bắt đầu thử bán combo, các chị có thích không nhá. Combo là trung bình mỗi cái nó cũng rất là rẻ thôi. Linh Hồng. Ok, chị Linh Hồng cho em này. Mã này mặc cực kỳ xinh luôn này. Ok, chị Linh Hồng đơn đi rồi nhá. Em thử làm combo cho các chế cho nhanh nhá, chứ chốt như này khổ thân em lắm. Mà combo thì bán sẽ rất là rẻ nhá. Ở đây này, mã này nữa này. Cái này là một cái răm xui cho em. Anh lấy cọc tiếp cho em đi. Cái này là một cái răm xui. Lấy cọc tiếp cho em đi. Lấy cọc đi, đỡ ảo rồi mà. Cọc gì? Lấy cọc tiếp cho em đi anh. Cọc hàng ấy đấy, hàng sợ. Anh buồn cười nhỉ, em bảo lấy thêm cho em mà. Thì lấy đi. Comment chốt cho em mã này này. Là cái răm xui thì rất đẹp, 35.000 này. Hot một thời luôn. Bảo lấy thì cứ cãi. Ức chế. Comment của em là mã 27S cho em nhá. Dưới 50 cân mặc vừa này, răm xui này khỏi nghĩ. 27S cho em, 27S cho em nhá. Rất là xinh luôn. 27S cho em này. Chả nhớ bao nhiêu tiền đâu, 30.000 đi. Răm xui rất đẹp. Ai mà nhận cái răm xui vàng này phê luôn. Lên lấy cọc tiếp cho em nha, anh đang chờ khách nốt mà. Anh bị hâm mà, em chốt cũng được mà. Tí nữa em bảo anh cũng được mà. Ông này ông hâm. Đừng cứ 20-30 cho dễ mua các chế. Thế thì lâu live stream lắm. Trời ơi, thôi rồi. 27-27 cho em, nhanh tay anh tay. Đẹp xuất sắc luôn. Riêng combo này mọi người mà mua thì gọi là chỉ có một cái là ưng. Chị Hoàng Hoa vừa đấy. Chị cái gì nhỉ, Nguyễn Hải Đăng ơi. Chắc chắn chốt thì hãy chốt cho em. Hôm nay chị vào mấy ấy này, 23S nhá, đúng cú pháp cho em. Bây giờ mọi người cứ chốt xong rồi. Alo. Mọi người 23S thanh tâm này. Mọi người cứ chốt xong rồi bảo lấy hộ em combo. Anh nhìn ra ngoài rồi. Lấy tiếp cho em đi. 27-30.000. Ừ. Nhớ chị Nguyễn Hải Đăng, lấy tiếp đã. Chốt thì chắc chắn chốt thì chốt cho em. Chứ không chị chốt xong rồi lúc sau bưu điện bảo chị có giao hàng đâu thì em lạy mẹ. Chị Hồng Nhung đỗ cái váy rêu của chế mà tình yêu. Sao lên toàn bộ đẹp vậy, toàn hàng đẹp thôi, toàn hàng cao cấp thôi. Các chế chia sẻ lên cho em đây này. Cái này 10k còn sót một cái này, nhanh tay hộ em này. Cái áo này 10.000 còn sót một cái cho em này. Hàng đẹp lắm luôn, chất cực kỳ đẹp này. 10.000 trời ơi, vừa bán vừa tặng luôn. Cái này nó là form dáng váy rộng mọi người nhá, váy dấu quần cho em này. 10k cho em này, vừa bán vừa tặng luôn đấy, lỗ luôn cái váy này. 10k cho em form dáng váy chị nào nhỏ nhỏ xinh xinh này. 10k cho em này. Chị Nhung được váy rêu chị Nhung ơi. Đây này. Ôi, toàn hàng rẻ luôn, ngay vừa bán vừa tặng hết chỗ chế luôn này. Đẹp xuất sắc luôn. Nhanh tay chia sẻ cho em mã này, mã 28 cho em. 28 10k này, 27 hết rồi. Mã 27 của ai đấy? 28 10k cho em này. Ok nhá, chiều có chế chứ còn chưa mai là lên combo đấy, chứ còn bán cái này khổ thân em lắm luôn. 27 là của Thanh Tâm đấy. Thanh Tâm, cái 28. Anh ra cho ship lấy hàng đi. 28 10k cho em. Cái gì? Mã 10 chốt su này. 28 đấy, su cho em này. Ôi toàn hàng đẹp thôi. Cứ nhắc lên cho em một cái màu xanh nữa này. Hàng Quảng Châu cho em nhá. Áo này rất là xinh luôn. Thực sự mọi người nhìn này. Áo này phải gọi là siêu xinh luôn đấy mọi người. Hàng trễ vai cho em này. Hàng Quảng Châu này. Nhìn của em này. Không bao giờ có cái giá này cho em luôn. Vừa bán vừa tặng cho em luôn. 30.000 này. Cái này nhập rất là cao. Em nói thật mọi người, mã này mọi người mặc với cả chân váy hoặc mặc với quần sóc bò thì thôi phê đừng hỏi luôn. Chất rất là thích mọi người nhá. 30k cho em này. Mã này đẹp lắm luôn. Các chế nhìn của em này. 30k này.
Đây nhìn của em này, xinh không? Mọi người chỉ cần mặc với chân váy như em thôi, rất là đẹp. Mã này gần như chị nào cũng mặc vừa luôn cho em. Mã 30 cho em 30.000, hàng Quảng Châu luôn, chất cực kỳ phê. Mã 30 cho em 30.000 luôn. Nhìn này, đâu đẹp xuất sắc luôn. Mã 30 cho em này. Su su cho em mã 30 của này đẹp xuất sắc luôn. Nhìn của em này, toàn bộ đều là hàng Quảng Châu luôn nhá. 29 có. Không, không có, mã 30 30.000 luôn. Mã 30 30.000 cho em, của em là mã 30 30.000 luôn. Mã này ai mà nhận được thì cực kỳ xinh luôn. Mã 30 cho em 30.000 này. Nên mọi người nhá, hôm nay sẽ không ưu tiên các chế mọi người nhá. Ai chốt được 30 cho em này. Hôm nay là 30 30k cho em này. Chắc chắn mua hàng hãy chia sẻ lên cho em Nhung Dương có hàng này. Mã này cực kỳ xinh luôn. Nhung Dương cho em này. Nhớ em là chỉ chốt cho các chế chia sẻ livestream thôi nhá. Nhung Dương cho em này, Trần Thị Hương có hàng này. Trần Thị Hương cho em này. Trần Thị Hương cho em có hàng này, ok này. 30 này, hộ em là chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nhá. Nguyễn Phương Thúy ơi, em bảo rồi hôm nay. Hôm nay bán rẻ thế khách luôn đấy, bắt đầu chị này, xinh chưa? Mã này mọi người mặc thì quá đẹp luôn. Nhanh tay nhanh tay cho em. 30 30 chốt cho em là Tuyết Phương này, 30k cho em này Tuyết Phương này, đẹp xuất sắc chưa? Hàng Quảng Châu luôn nhá. Tuyết Phương cho em này, ok này. 30 30k cho em này. Lụa Nghiêm Thị này. Lụa Nghiêm Thị cho em này. Đẹp lắm luôn ạ. Ok này. 30 30k chốt cho em này. Chị Nhung này. Đủ. 30 30k chốt cho em Lụa Nghiêm Thị này. Chốt chị Nhung này. Chốt cho em là Tuyết Phương này. Tuyết Phương xin số điện thoại. Tuyết Phương cho em các tình yêu có đơn cho em xin số điện thoại nhá. Trần Thị Hương có hàng này, Nhung Dương có hàng này. Bao nhiêu cơ? 30 30.000. Ờ, Lụa Nghiêm Thị này. Lụa Nghiêm Thị có đơn rồi đấy. Trần rồi. Trần Tuyết Nhung hay là Trần gì hộ em này? Vãi cả Trần gì? Trần Thị Hương đấy. Trần Thị Hương có rồi, có, ờ, có đúng không? Đúng rồi. Đẹp lắm luôn. 30 chốt cho em 30.000. Nhung Dương. 30 chốt cho em này, không nhớ hết được đâu. Đẹp lắm cái báo này, ai mà mua thì cực kỳ thích luôn này. Phạm Thanh có hàng này. Để ghi sổ nữa bây giờ. Không ghi sổ nữa, hôm nay không ghi sổ nữa. Cho khách em bút thử một hôm đi, anh ghi cho em đi nhá. Hôm nay thử không ghi sổ đi xem nào. Nhá. Ghi thì bây giờ nhà thì chật hàng họ. Anh bị âm mà lần sau chia sau khách inbox cứ chia ra thôi chia. Cứ ra, chia đơn. Bây giờ ai được thừa ai thiếu thì biết làm sao được mà. Thì khi mà inbox thì mọi người sẽ nói là mọi người mua cái bao nhiêu. Mọi người làm sao nhớ được mà mua cái bao nhiêu. Toàn thì mình cứ tính mình có tên tên trong đấy mà. Sao bảo chị chết được. Mình cái. Có tên trong đấy mà. Mã 30 chốt cho em nó này, ngang ngố có hàng này. 30 ngang ngố này, anh ghi cho em đi. Ừ. 30 ngang ngố có hàng. Anh 30 ngang ngố cho em này ghi sổ bây giờ là ngay từ đầu anh đã không ghi rồi. Không có số điện thoại. Mọi người nhắc có đơn cho em số điện thoại này. Anh cứ nhân mực không chịu nghe gì cả. Tối hôm nay thì làm sao? 30 ngang ngố cho em này. 30 ngang ngố cho em 30.000 này. Bút bút bút. 30 ngang ngố cho em 30.000 này, đẹp quá. Trời ơi, áo này rất đẹp. Ngang ngố xin số đi. Hàng Quảng Châu, mọi người nhận chất mọi người ưng luôn. Đây, lên tiếp cho em. Trời ơi, em ghét bán lẻ lắm, ai cứu em. Đây, tiếp cho em. Trời ơi, hàng đẹp mê ly luôn, nhanh tay thì còn. Cái váy này thực ra là lẫn trong cái lô cao cấp của em này. Cái váy này rất đẹp này. Mọi người mạng bị lag, cái váy len rất đẹp, chất lẫn trong lô siêu phẩm của em. Váy len này nhập vào đã 110 rồi, vừa bán vừa tặng cho em váy này đi ạ. 80.000 một cái váy len này, nhanh tay thì còn đúng một chiếc duy nhất, hàng siêu phẩm luôn. Nhập đã là 110 rồi, váy len màu vàng bây giờ hiện tại toàn bán 250 thôi, còn đúng một cái 80.000 cho em bị lẫn vào lô này. Mã 31 cho em này, ai mà không lấy cái mã này hơi bị phí luôn. 31 cho em Khánh Vi, có thấy Khánh Vi nhá. 31 cho em này. 31 cho em này, 80.000 này, cái lô này mà ai không nhanh tay thì hết này. 31 cho em, 31 cho em 80.000 thôi. 30 hết sạch rồi. 30 hết sạch rồi cho em này. 31 cho em, 31 cho em. Toàn đẹp thôi. Từ 31 cho em, đẹp lắm luôn. Cực kỳ xinh, Khánh An có hàng này. Mã này ai mà nhận được ưng dã man luôn, hàng cao cấp ấy. Toàn 250. Hết cho em mã này, lên vừa bán vừa Khánh tặng An cho nào em ấy? Khánh An này, áo này cũng vừa. Cái này là cái dáng áo dáng rộng, dáng váy cho em. Khánh An nào đấy Quỳnh? Cái này hot từ đợt đầu luôn ý. Cái này dáng vâm, mọi người mặc cho em dáng suông nhá. Mọi người mặc bên trong quần cho em. Cái này cái này cực kỳ thích này, nhưng mà thôi. Cái này em giữ lại mặc, cái này đẹp lắm, giữ lại mặc luôn. Thích cực kỳ luôn này. Toàn bộ cái đẹp, em thích mặc những cái kiểu như này lắm. Mua lại cho em luôn này. Nói thật là vừa bán vừa tặng các chế luôn đấy. Combo này cho em. Combo như em bán combo rẻ cho mọi người thôi nhá. Đây. Ôi áo đẹp chưa này. Cái váy nhá. Váy quá xinh luôn này. Một cái váy cho em này. Cái váy này cũng vừa bán vừa tặng cho em này. Vừa bán vừa tặng luôn nhá. Cái váy này cho em ba thứ luôn cho em. Đây. Vừa bán vừa tặng combo này cho em luôn này. Đẹp xuất sắc luôn đây, một cái áo hoa như này, combo này, một cái váy này. Cái váy này mọi người mua riêng bình thường mọi người mua đã hơn 100 rồi. Hàng Quảng Châu cho em váy dáng suông này, một váy một áo này, ba đồ luôn, vừa bán nó tặng cho em 50.000 ba cái luôn. 50.000 ba cái cho em một cái áo phung giấy mỏng này. 50.000 ba cái cho em luôn, nhanh tay thì còn 50.000 ba cái. Trời ơi.
quá rẻ, xả quá rẻ luôn, 50.000 ba cái này, mã này 34 cho em. 34 cho em này. 34 cho em này, 50.000 này. 34 cho em này. Đang mặc đồ nhà chị nằm xem clip đây Thiên Ân Trần. Cảm ơn mọi người nhá. 34 cho em. 34 cho em nhiều đồ đẹp lắm đây này. Các bộ này. Đẹp xuất sắc luôn, thực sự luôn á. Không dùng bán được thì sao, toàn set đẹp không thể ạ. Toàn set đẹp, toàn đồ đẹp. Em thật người luôn này, rất là ít khi sale hàng, nên một khi mà sale thì đây cái này còn một cái nữa đây. Đẹp dã man nhìn này. Toàn bộ đồ là váy cái set rất đẹp. Mã này mã bao nhiêu đây ạ? 34 ok này, chốt thanh tâm cho em này. Chia sẻ lên cho em nhá. Hôm nay vừa bán vừa tặng các chế luôn. Đây một combo nữa cho em này. Cái combo này sẽ được tặng kèm vòng luôn này. Combo tặng kèm vòng cũng bán lỗ luôn cho em. Combo này ưu tiên một người form to cho em nhá. Combo em là combo này một người tầm khoảng 58 cân mặc ok cho em. Mã 35 này được tặng kèm vòng luôn, 40.000 được tặng kèm vòng này. Bình thường người mua cái vòng này không 40.000 cơ. Đây, quá xuất sắc này. 40.000 cho em này, rất là đẹp này. Này chốt 40.000 cho em này. 40.000 cho em một set này nha mọi người. Mã này 35 cho em này. 35 chốt cho em này, 35 chốt cho em này. 35 chốt cho em mọi người một cái set quần bedroom này. 58 cân, 55 cân mặc cũng ok cho em nhá. 35 cho em. 35 cho em này, 40.000. Vừa bán được tặng luôn, được tặng kèm vòng luôn. 40.000 được tặng kèm vòng. Trời ai bán rẻ như em hôm nay á. Chiều các chế lắm mới bán cái giá này cho các chế, chứ bình thường á chẳng mấy khi bán đâu. 35 cho em. 35 cho em này. 35 đẹp lắm luôn, 40.000 tặng kèm vòng. Trời ơi, 35 chốt cho em. Hạnh Ruby có hàng này. Hạnh Ruby cho em này. Ok, 40.000 này, được tặng kèm cái vòng luôn nhá. 35 cho em này. Anh lấy sắp trước cho em đi. Đây. Ôi ôi. Em ơi, nói thật mọi người luôn, ai mà mua cái set bộ thì mẹ con ấy nào nó bo cái set bộ này của em đây. Mình nhìn của em này. Set bộ chai neo đá này. Trời ơi cái mạ bộ này ạ. Mọi người nhanh tay cho em bộ này, đúng em xả lúc là lỗ luôn, 50.000 một bộ này. Thực sự rất đẹp, bộ này mọi người tầm khoảng 47 cân đến tầm khoảng độ 50 cân mặc cho em set này. Set này bộ chai neo mà ai mua của em thì ưng luôn này. Còn đúng một combo cho em cực kỳ đẹp luôn. Combo này gọi là siêu phẩm luôn cho em, 50.000 combo. Ai mà biết em trước này mọi người biết này, hàng Mochino đá luôn này, nhìn đẹp không? Mã này bao nhiêu đây ạ? 36 cho em. 36 cho em đẹp lắm, 36 cho em này. 36 chốt cho em này. 50.000. Quên mất vừa nãy, quên mất. Lác lác mọi người ơi. Địt mẹ con lồn đấy. Anh lấy cho em đi đã, lấy cho em đi đã này. Đẹp xuất sắc đi. Lấy cho em cọc khác đi em. Lấy cho em cọc khác đi, lấy cho em cọc khác đi. Lấy cho em cọc khác đi, 36 xinh lắm. 36 Đặng Quyên có hàng. Đây là lên chốt mẫu cho em rồi nhá. Toàn hàng đẹp thôi. Đặng Quyên có đơn rồi đấy. Các tình yêu nhớ hộ em là inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Bên trong em mặc quần tập rồi nên các chế đừng có hỏi em là ngồi nhá. Hủy lơn luôn. Ngồi nhá. Toàn hàng đẹp thôi. Combo luôn cho em lại bán combo cho nhanh chờ đây. Ôi cái váy này. Ba mấy đấy nhỉ? Nhanh tay cái váy này hình như là ôi cái váy này ai mà nhận được thích luôn đi mọi người. Đây nhìn của em này, váy trễ vai luôn nhá. Quá đẹp luôn, vừa bán vừa tặng cho em 40.000 một cái. Quá xuất sắc cái váy này, mọi người chia sẻ lên cho em 40.000, không ai bán cái váy theo hoa như này 40.000 đâu ạ. Váy này mọi người mặc đi ăn tiệc cực kỳ xinh này. Mã này mọi comment của em là 40M tầm khoảng dưới 50 cân mặc ok cho em. 50 cân mặc đẹp cho em mã này, 40M cho em. 40M cho em này. Được đi tặng mà cũng không chốt được cái nào. 40 cho em. Trời ông nội ơi, ông nhớ đây lấy cộng để ý nha. Mã này 40M cho em này. 40M cho em cực kỳ đẹp. 40M chốt nhanh tay cho em. Trời ơi. 40M chốt nhanh tay cho em. 40M này. Xuất sắc luôn, 40M cho em. Đẹp lắm mã này, 40 cho em không ưu tiên ai hết. Cái này mà ai mà nhận được này. 40 cho em này. Ok chị Nhung nè. Chị Nhung cho em. Trời ơi đẹp lắm luôn. Mã này 40.000 cho em này. Hết cho em mã này. Đây, lên nhìn cho em này, riêng một cọc hàng Quảng Châu rất đẹp luôn này. Vừa bán vừa tặng cho em này. Vừa bán vừa tặng cho em nha mọi người. Vừa bán vừa tặng cho em này. Đẹp xuất sắc cho mọi người. Đây. Ôi. Cái áo pha ren này thì cái áo này là hàng cao cấp của em. Ôi hàng này đẹp xuất sắc luôn. Hàng này quá cao cấp luôn em thật mọi người. Thôi mã này mọi người chung tay cho em một tí, bởi vì cái áo này em bán này, nhìn của em cái hàng ren này. Em thực sự cái mã ren này em bán gọi là em bồn dồn chân tay của em nhập rất là cao này. Mã này bán cho em, vừa bán tặng các chế chung tay cho em 59.000 cái áo này. Thực sự luôn cái áo này rất là đẹp, 59.000 cho em này. Cái áo này không bao giờ có cái giá này, hàng hai lớp bên trong cho em nhá. Tầm khoảng độ mã này mọi người mặc lên vai cũng được này, 59.000 quá rẻ em thật mọi người, nhập rất là cao. Mã này em nhập vào đã 75.000 rồi. 59 cho em này, mã này em bị shop một mã cao cấp lúc hè này. 59.000 cho em này. 59.000 cho em, 59.000 cho em anh ơi. Anh lấy em bảo anh để ý hộ em mà.
Lấy cái gì? Mã 59 cho em. Lấy cái mã 59, 59k cho em. Comment 59k cho em. Mã này mà các chế mà không ưng gì nhá. 59, 59k cho em này. Cực kỳ đẹp luôn, nhanh tay thì còn. Ôi. 59, 59k cho em này anh. 59, 59k cho em. Đẹp xuất sắc luôn. Nhanh tay thì còn này. Đẹp dã man ấy. Rồi em tìm em xem cái bút của em có đâu. Anh tìm của em cái bút có bút có đâu rồi. Áo ren này đẹp lắm luôn. Mã 41 à? Mã 41 hay mã 59 này? Comment em mã 59 đi. Ôi cái bút của em mất đâu rồi? Thề luôn. Lấy bút mới cho em đi, không phải bút cũ đâu. Lấy bút mới cho em. Lấy bút mới cho em. Ôi cái áo này còn sót này, của cái áo Mochino này đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn này, áo đá đẹp quá, chất này từ đợt hè. Mã 59 ngang hồ có hàng này, đẹp quá. Hàng nhập cao gen nguyên không. 59.000 cho em này, ngang hồ có hàng này. Ok này. Nhanh tay cho em Ly Khanh có hàng này. 59.000 cho em. Mã này A mình được thì chỉ gọi một ưng luôn, nhìn của em thấy tối mát này. Nhập rất cao. Trời ơi, cái giá này nhập cao lắm. 59 cho em này, Ly Khanh này. Ly Khanh cho em này. 59k cho em này. 59 xuất Vũ Châu Lê cho em này, đẹp xuất sắc. Vũ Châu Lê cho em này. 59.000 cho em. 59 nhanh tay cho em này. Hàng siêu phẩm luôn đấy mọi người, em không dám mặc luôn. Cái này là pha gen trên cho em. 59.000 cho em này. Mã này còn đúng mấy chiếc, chia sẻ mạnh tay lên cho em. Ok thì chị Nhung này. 59k cho em này, chị Nhung này. À, chị Nhung lấy Mochino á chị Nhung. Đây em tặng cho chế cái Mochino luôn, áo này cao cấp luôn chị Nhung. Áo này bao nhiêu cân mặc vừa phụng đi tắm, dưới 50 cân mặc ok cho em. Dưới 50 cân không sao, cái này nó chỉ là cái đá đen ra thôi. Mình là hàng trần cũ, ok chị hàng trần nhá. Có nhìn thấy hàng trần này, áo trắng đá cho em, áo trắng đá tặng luôn chế Nhung luôn. 59 này, Nguyễn Linh Nhi có hàng này. Chị Nhung thì để vào kia. Nguyễn Linh Nhi cho em này, anh ghi của em cái Nguyễn Linh Nhi cho em này. Ok này. Ok ok, em còn mỗi cái áo em tặng chế nhá. Áo này xinh này, 59 chốt cho em nhanh tay này. Đây giờ nó cho chế xem lại nhá. Lưu Kiều này. Nhi Nguyễn à? Lưu Kiều, Nguyễn Linh Nhi. Lưu Kiều cho em này, 59.000 này. Nguyễn Linh Nhi em ghi rồi mà. Có đơn chưa? Không biết là có đơn chưa. Áo Mochino đá hết rồi, còn đúng một cái không à? Đây, mã này mặc cho chị đẹp chưa này. 59.000 này, nhanh tay lên còn có mấy triệu. Thôi, mã này mọi người mặc dưới 50 cân cho em mặc thì vẫn vừa nhưng để cho các chế đẹp nhất luôn. Tí nữa em tìm quần cho chị, em tặng cho chị bộ đấy luôn. Đây, ôi mã này mặc xinh gọi là gen nhá. Quá đẹp luôn các chế mà nhanh tay này. Bên trong có lớp nhá. Hai lớp luôn có 59.000 thôi. Này, mọi người dưới 50 cân, em là 55 cân nhưng mà em để cho mọi người. Ôi, mã này mặc đẹp này. Hàng cao cấp luôn này. Không mặc là sợ lộ luôn, nhìn này. Siêu phẩm luôn, gọi là siêu siêu phẩm luôn này. Mọi người có thể mặc dễ trễ là sang như này nhá. Đó, mặc 50 cân thì các chế mặc 50 cân mà không bị kích thì quá đẹp. Em mặc là hơi bị kích này, nhìn không? Cực kỳ đẹp luôn mã này á. Không chốt nhanh là không có hàng luôn. Mã này chốt cho em còn mấy chiếc thôi, còn đúng 3 chiếc thôi. Trang heo có hàng này. Mọi người mặc gầy sẽ xinh hơn nhá, nhìn này, xinh không? Trang heo cho em có hàng này, 59.000 này, bảo rồi. Nhanh tay thì còn Mimi có hàng này, 59k này, 59 cho em này. Đẹp lắm, em mà mặc bị kích nhá, Mimi cho em có hàng này. Còn đúng một chiếc cuối cùng nữa thôi, hàng Quảng Châu này. Toàn một. Đây. Và bộ nỉ nhập cho em ơi. Cực kỳ đẹp, nhanh tay cho em, các chế có đơn, Thúy Hồng có hàng này. Mã này đẹp lắm luôn, 59.000 cho em này. Thúy Hồng có hàng cho em. 59k cho em Thúy Hồng này. Đẹp xuất sắc. Thúy Hồng cho em ok. Chia sẻ mạnh tay lên đây cho em này. Cái áo này ai đã mua của em rồi thì cũng biết này, chất rất đẹp này. Cái áo này chủ yếu là size S nhá. Trả nốt cho em này, hàng Quảng Châu này. Còn đúng 3 cái clip luôn nhá. Mọi người nhớ em là có số điện thoại thì cho em số điện thoại. Bây giờ anh không thể nào anh bới từng cái được. Clip rất là dài. Không phải bới, anh chỉ cần xem rồi anh ghi vào sổ thôi. Tại vì cái gì đấy ở sẵn đây rồi. Các tình yêu nhớ em là có đơn cho em, nếu không hôm nay em xả đơn nữa bởi vì không có số điện thoại em không lục được lại livestream đâu mọi người nhá. Bình thường sẽ có một người ghi số điện thoại ở đây nhưng mà bây giờ không có. Mã này cũng vừa bán được tặng cho em này. Áo này chất mọi người mặc rất xinh nhá. Thêu cực kỳ đẹp này, cũng vừa bán được tặng cho em luôn này, 25.000 cho em áo này. Trời ơi. Bán lỗ luôn đấy mọi người. Áo này mọi người tầm khoảng dưới 50 cân mặc ok cho em, 47 48 cân mặc rất đẹp. Mã này thêu hoa cho em 25.000 cho em này. Còn đúng 3 cái là vừa bán được tặng cho chế đấy. 3 cái cho em 25.000, chưa giờ bán rẻ như thế, duy nhất tối ngày hôm nay. Mai là chịu, mai không bán rẻ như này đâu, bán rẻ như này em mỗi một buổi tối livestream bình thường em bán livestream là tầm khoảng 230 sản phẩm. Hôm nào mà ít ít mà đơn một như này là 230 sản phẩm mà mỗi cái mà lỗ 20-30.000 như này thì là bao nhiêu? Lỗ 4 triệu à? Một buổi livestream trời ơi thôi. Duy nhất tối nay bán tăng tương tác thôi, bởi vì nhập mọi người biết là chẳng bao giờ có cái nào. Nhanh tay cho em mã bao nhiêu này, 25k cho em, rất là đẹp. 25k cho em này. Comment 25k oanh thỏ có hàng. Mã 60 đúng không? Ok này. 25k chốt Xuân Ngô này. Có
hóa đơn nhá. Xuân Ngô này không nhớ đâu, trời ơi. 25k chốt cho em này. Cực kỳ đẹp luôn này. 60 này, đây. Nhìn em thôi bảo em nói điêu này. Chốt cho em nữa là dưới 50 cân nhá, Hà Trang có hàng. Hàng Quảng Châu này. Test cho em mã này, nhiều mã xinh dã man luôn đấy. Trời ơi, toàn cái đẹp không là cái thế. Úi giời ơi, chân váy này. Nên là mỗi buổi livestream mà bán như này là lỗ lặng. Không bán nữa. Trời ơi, tăng tương tác thế này thì á. Trời ơi. Cái áo này chắc là giữ thêm một cái nữa mặc. Thích quá. Cái áo nào á. Mọi người đừng có bảo em là lấy nguyên áo đẹp ra nha, là em hờn rồi nha. Đây. Cái áo này ai đã mua hàng của em thì biết này, cái mã này mặc lồng với cả chân váy này. Ôi trời ơi, bao nhiêu chị chốt không được này. Đây, combo này cũng vừa bán vừa tặng cho em một cái này, một chân váy rất đẹp. Thực sự combo này ai mà không lấy được thì quá đen luôn. Mọi người nhìn em này, mặc bên trong rồi chỉ mặc cái áo 2 giây nữa thôi. Nhìn cái áo trắng này, nó là áo trắng nhá. Đây. Đây lên cho em nữa, combo này mọi người tầm khoảng 48 cân mặc ok cho em. Mã này chốt cho em là mã này chốt cho em là mã bao nhiêu đây? Mã này chốt cho em là 61 cho em, 61M cho em, 50.000 hai cái. Cái này mà ai mà nhận được quá ưng, một chân váy ren một áo trắng. Mã này bao nhiêu đây? 61 cho em 50.000 hai cái, vừa bán được tặng cái thế luôn, lỗ nặng. Ai mà nhận hàng của em thì biết, ai mua hàng của em trước đây thì biết không? Chứ không cần phải nói là ấy thôi. Đây hai cái này cũng vừa bán được tặng tốt cho em. Riêng tối nay thôi, còn mai là bắt đầu là tách ra thôi, chứ bán như này á chắc là lỗ nặng luôn. 61L cho em, trời ơi đẹp lắm. Mã này ai mua rồi thì biết nè. Xinh kinh khủng luôn, 61L nhanh tay thì còn một chân váy ren này. Mọi người tầm khoảng 48 cân mặc ok cho em nhá. 48 50 cân mặc ok này, Thúy Hồng có hàng. Thúy Hồng đúng là vừa bán vừa tặng đây, hai cái váy nữa. Hai cái váy này cũng vừa bán vừa tặng cho em, anh lấy ở cậu ở trên kia đúng không? Cái này cũng vừa bán vừa tặng cho em. Ngọc Anh hơi lag một tí này. Chị bán cao hơn tí đi, toàn hàng đẹp mà. Khách. Ai bảo? Mai chua. Chị bán cao hơn tí đi, toàn hàng đẹp mà, khổ thân em chưa? Bán là lỗ đấy. Nhưng mà thôi tối hôm nay thôi, mọi người nhớ là phải chia sẻ livestream hôm nay mà vào ra mà không thấy là 50 lượt chia sẻ là hủy hết đơn đấy nhá. Hủy hết đơn đấy. Mã này cũng vừa bán vừa tặng cái váy này, khách mặc đi ăn cưới rất xinh này. Mã 62 cũng vừa bán vừa tặng cho em 35.000 này. Trời ơi cái váy tay dây này khách mặc đi ăn cưới cực kỳ xinh nhá. 32S cho em. Mã là ma trần mập 62S cho em này, 35.000 cái váy tay dây này. 35.000 cho em này. Vừa bán vừa tặng các chế luôn, 35.000 cho em này. Đúng là hôm nay bán là chị nào bom hàng một phát là chửi cho mày, chửi xuyên lục địa. Mã bao nhiêu ạ? 62 cho em này. 62S cho em này, 35.000 này. 62S cho em 35.000 này, đẹp xuất sắc đây này. Còn bán 60.000 này, 50.000 đây. Không phải bảo nó điêu này. Đây, không phải bảo nói điêu, 62 cho em 35.000 này. Bảo rồi mà mỗi cái cũng lỗ thôi. Mã 62S cho em. Chị nào mà mặc cái váy này 35.000 cho em này. Hello, chị Lệ Hường có nhá. Nhớ em là Phương Hồng có hàng này. Phương Hồng có hàng cho em này. Chắc chắn mua hàng, chốt cho em đơn chị Sapa đi chưa? Đi rồi. Đơn chị Sapa đi rồi nhá, chốt chị Sapa cho em này. Hết cho em mã này, hết sạch luôn. Trời ơi, toàn hàng. Sống mấy nhỉ, sống mốt à. Đây, lên một cái này nữa, chia sẻ mạnh tay lên cho em. Trời ơi, đẹp chưa? Cái này bên trong lót lông cho em nhá, cái váy này còn sót một cái cho em này. Bên trong lót nỉ cho em, váy này rất ấm, vừa bán vừa tặng cho em luôn. Cái này 40.000 này, bán lỗ luôn đấy. 40.000 cho em cái váy này, mọi người tầm khoảng độ comment của em là mã 63 chia sẻ livestream bán váy này, nhìn độ em gen này. Bên trong lót nỉ cái váy này mọi người mặc cực kỳ xinh, mặc mùa thu rất đẹp luôn. Bên trong lót nỉ cho em. Mã này mọi người nhớ là chia sẻ livestream lên cho em xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Máy anh đâu, máy anh hết pin à? Xem em bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, nếu không có ấy là thôi nha. Hôm nay là đúng là bán lỗ mà mọi người. Nên là chốt cho em hôm nay thôi, 40.000 cho em. Mã này mọi người tầm khoảng 47 cân mặc ok, 47 48 cân mặc ok cho em. 63M cho em, 63M 40.000 này. Trời ơi, 63M này, xinh chưa? Nhớ là các chị có đơn inbox cho em địa chỉ số điện thoại nhá. 63M cho em, đúng là vừa bán vừa tặng các chế luôn. Câu view mà lỗ như này thì em chịu. 63 là ok này, chốt cho Lan Nguyễn Thị này. Đẹp lắm luôn. Ơ. Nguyễn Linh Nhi đủ đơn nên là thôi, 63 chốt cho Lan Nguyễn Thị này. 40.000 này, váy lót nỉ, váy này xinh lắm luôn, 40.000 hết cho em này. Trời ơi, nhiều hàng đẹp dã man luôn đấy mọi người. Đây để em lọc cho mọi người đã. Nhiều hàng là siêu phẩm luôn đây. Lên tiếp xem. Combo, cái váy này đẹp thế. Đây nhìn của em này, nó là một cái áo phông hàng Quảng Châu này. Riêng áo phông này mọi người mua không bao giờ có cái giá này luôn. Vừa bán vừa tặng cho em một áo phông này và một combo này. 60.000 hai cái nhá. Áo này quá đẹp luôn. Một áo phông, một áo này bình thường, áo phông không bao giờ có chuyện đấy đây. Áo bi cho em này, đẹp chưa mọi người? Chất bi to mặc cực kỳ kiểu trẻ trung. Mã này mọi người mặc với chân váy da cũng đẹp, mặc quần bò cũng đẹp. Một áo phông, một áo bi cho em 60.000 nhanh tay. Rẻ quá. Quá rẻ luôn em ơi. Quá rẻ luôn đấy các chế, nhanh tay thì còn cho em các chế. Nhanh tay cho em đúng một combo này thôi. Áo phông các chế nhận được mê luôn.
Mã này bao nhiêu hàng chị Thanh Nguyễn Nguyễn đi rồi. Mã 64 cho em này, 60.000 này, cô mua đẹp quá, vừa bán vừa tặng luôn đấy. Đây nữa này, ôi, toàn bộ hàng siêu phẩm luôn. Cái này cô mua chỉ nhé, để lại giữ lại mặc đi học. Đây, xuất sắc này. Đấy. Nhanh tay cho em, toàn cái đẹp thôi, đợi tí em mọi người yên tâm, không phải là em để cái đẹp em mặc đâu, toàn cái đẹp thôi. Áo hoa hồng thêu này. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn đi các chị. Toàn mã gọi là cực kỳ siêu phẩm. Em bán cho các chị. Đây nó là lên trên máy bò, bán một giá tặng cho em luôn. Đẹp chưa? Cái này là cái set bò luôn. Mã 64 này, ngang ngố có hàng. Ngang ngố cho em có hàng này. Ok, để chốt tiền, tiếp cho em tiền. Combo hoa này cũng vừa bán, nó tặng một cái áo hoa này. Áo hoa này rất là cao, nhìn đẹp không? Combo một áo hoa cho em. Áo hoa này, nhìn áo hoa này. Mặc với quần short bò thì gọi là nổi nhất mẹ. Cả cái ấy luôn này. 64 chốt cho em 60.000 thôi. Đây một cái áo ba lỗ nữa cho em. Combo này vừa bán nó tặng cho em 30.000 hai cái. Combo nhưng rất rẻ luôn đây. Không bao giờ có cái rẻ đấy luôn này. Nhìn của em này. Ok, sẽ lên mọi người từ từ nhá, nhìn này. Cả chân váy cả set luôn, từ từ, cái gì cũng có, cái gì cũng bán. Mọi người nhớ là phải chia sẻ lên cho em, chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Áo hoa thêu này thì khỏi phải nói luôn. Ok, 65 chị Giang Vịt vừa đấy, 65 chị Giang Vịt luôn này, 30.000, 65. 65 chị Giang Vịt cho em này. 30k cho em. Nhớ là chia sẻ mạnh tay lên cho em mọi người nhá. Đây lên tiếp cho em một combo này đây, một cái combo váy bò. Cái này combo này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn, 40.000 này, một cái váy bò và một cái áo kiểu như là ấy nhá mọi người, bỏ sạc cho mọi người có thấy lác không? Đẹp xuất sắc đây. Combo này mọi người mặc cho em size S này. Đây một cái áo mọi người nhìn không? Không bao giờ cái giá 40.000 cho cả một cái áo bò với chân váy luôn, size S cho em. Mã 66S cho em này. Comment 66S cho em 40.000 cả một chân váy, cả một ấy thôi. Mã 66S cho em. 65 em hết rồi. Trời ơi đây cái này mọi người nhìn này. Em cũng không biết đóng cúc thế nào đâu, hình như em đóng cúc là bị lệch à, lệch cúc à. Đây, áo này mọi người mặc cực kỳ chơi luôn. Mã 66S cho em nhá, 45 cân mặc ok, 45 46 cân mặc ok cho em. Mã 66S cho em này, đẹp xuất sắc chưa? Trời ơi, đẹp mê mẩn luôn đây đây. Mọi người nhìn này. 66S cho em. 66S cho em này. Ok, cả combo váy bò cả combo ấy luôn. 40.000. Không bom cái gì cũng có nhỉ. Là sao hả tình yêu ơi? Giá rẻ tụt quần chuẩn luôn đấy mọi người, nhanh tay hàng Quảng Châu xịn nét luôn này. Quá rẻ. 66S cho em. Ok, chị Nhung có hàng này. Trời bút em ấy bút đâu rồi? Đây hai bút đây rồi. 66S cho em này. Chị Nhung cho em này. 40.000. Ok. Trời ơi, toàn mã xuất sắc luôn. Từ từ để ở đây. Đây. Từ từ mọi người cứ yên tâm là sẽ có đồ cho mọi người, em đang lấy combo cho mọi người. Đây combo này cũng vừa bán vừa tặng lỗ luôn cho em combo này. Anh đưa cho em mấy cái set mua còn không? Để hết ra đây cho em. Đây để cho mọi người, đẹp chưa? Riêng cái áo này với cả cái quần này mọi người mặc này, ai đã mua của nhà em hồi trước thì biết này, combo này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn. 50.000 một cái, trời ơi lỗ luôn đấy mọi người. Một combo cho em, hai combo cho em. Mã này thì mọi người tầm khoảng cho em là tầm khoảng 45 cân đến tầm khoảng 48 cân mặc ok cho em. Mã 67 cho em. 67 cho em một combo, một quần, một áo. Ai đã mua cái set mua để của em rồi thì biết này, mặc trẻ trung dã man luôn. Mã 67 cho em từ 45 cân. Từ 45 cân đến tầm khoảng 47 48 cân cho em. Combo này mọi người nhận thì hai cái cũng mới 50.000 thôi. Hai cái có 50.000 bởi vì bình thường một cái là 40.000 50.000 rồi mặc đây. Nhìn cái áo này. Chất áo hàng Quảng Châu luôn nhá, không phải bảo em nói điêu này. Nhanh tay. Còn đúng mấy combo thôi. Mã 60 mấy nhở? Mã 67. 67 à? 67S à? Ừ, 67 này, Nguyễn Linh Nhi có hàng này. Nguyễn Linh Nhi cho em này. Nguyễn Linh Nhi cho em, trời ơi, có 50.000 này. Ok, 67 Thúy Hồng này. Đẹp lắm luôn mọi người. Thúy Hồng cho em này. 50.000 này, ok này. 67 Hà Trang này. Mã này bán lỗ luôn, xin số luôn đây. Hà Trang cho em này. 50.000 này, ok này. Xin số đây. 67 Phạm Huyền Trang cho em này. 67 Phạm Huyền Trang này. Phạm Huyền Trang xin số đây. Phạm Huyền Trang cho em. Vào inbox hết đi. 67 Phạm Huyền Trang cho em này. 67 Khánh Vy này. Khánh Vy đi đơn rồi nhá. 67 này Phạm Huyền Trang này. 50.000 này, ok này. 67 Khánh Vy này. À 67 là Khánh Vy đấy. Khánh Vy này. 50.000 này. Ok, lên cho em hai quần môi này cũng vừa bán tặng cái này còn sót set bỏ ra này. Vừa bán tặng cho em 20.000 một cái quần môi này. Lỗ luôn này. Cái quần môi này thì mọi người em xem size nhá, 20.000 một cái quần này xinh chưa? Cái quần môi này thì hai cái này mọi người tầm khoảng độ 50 cân 49 cân mặc ok nhá. 49 cân mặc vừa quần môi này cho em này, 20.000 một cả. 20.000 một cái quần môi cho em, xinh xuất sắc luôn. 20.000 một cái quần môi cho em. Anh em mượn cái ấy cái.
20 muối phần môi cho em này. Đưa cái phần môi đây, đưa cái phần môi đây. 3 cái phần môi này đẹp không? Eo ơi, 3 quần môi này 20.000 một cái. Nhanh tay cho em 20.000 mối quần môi này. Bán vừa đúng rồi, vừa bán vừa tặng cho chế luôn. 20.000 mối quần môi này, nhanh tay cho em. Vừa bán vừa tặng chớ. Nhớ là chia sẻ livestream lên cho em mọi người nhá. Nếu mà không chia sẻ livestream là không thể bán được cái áo, bán được cái áo cái quần giá này đâu ạ các chế. Xuất sắc luôn, 20.000 một cái. Mã 68 cho em đúng không? 68 Bích Ngọc này, chị Trần Cherry này. Bích Ngọc nào đấy? Bích Ngọc, không biết Bích Ngọc nào đâu. Ôi giời ơi, 20.000 cho em này rồi. Nhớ là có đơn cho em xin số điện thoại nhá. Chốt cho em nữa này, Trần Cherry này. Bảo đi sửa máy tính thì không sửa. Đấy không phải là lỗi của em, Trần Cherry có hàng này. Tuyết Nguyễn không giấu có hàng này. 52 ký không vừa đâu tình yêu ơi. Quần môi đẹp xuất sắc 20.000. Trời ơi, 20k cho em này, chốt Trần Cherry này. Trần Cherry cho em này, 20k chốt tiếp cho em này. Trưa mai sẽ lên mọi người nhá. Ôi nhiều đồ đẹp lắm trời ơi. Mã 68 chốt Nhung Hà nữa này. Nhung Hà đấy. Nhung Hà có đơn rồi đấy, 20k này, hết cho em nữa này. Nhung Hà. Ôi giời ơi, lên cho em một mã tặng đi. Cái váy này nhập cũng rất là cao nhưng tặng bé cho em nhá. Bình thường lên là ít thì tặng, hôm nay chưa có mã tặng nào đúng không? Vừa bán vừa tặng ức chế đấy. Cái váy bé này này cực kỳ xinh, màu xanh cho em. Mọi người mua về mọi người tặng cho con, mặc cho con đi đâu cũng xinh nhá. Cái váy này cho em một bé tầm khoảng 9 đến 10 cân mặc ok này, rất là xinh này. Cực kỳ đẹp, ở đây là dáng của nó là dáng bồng 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 nhá. Comment của em một mã tặng này, xem mấy giờ rồi anh? Mấy giờ rồi mọi người ơi? Như người dừng ý, trời ơi. Comment của em một mã tặng, các chế chia sẻ livestream lên cho em đi, xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi mọi người, 1.000 lượt chia sẻ chưa? Để em dừng clip không em bán này em lỗ lặng luôn đấy các chế. Comment của em một mã tặng ạ, một mã tặng váy cho em ạ, một mã tặng cho em nhá. Tặng váy cho bé cho em. Nhớ là chia sẻ lên cho em xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Comment của em với là bao nhiêu lượt chia sẻ rồi các chế? Comment của em với là bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? Comment của em bao nhiêu lượt chia sẻ rồi các chế? Comment của em bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, tặng cho em này. Đúng là bán như cho các chế luôn đấy. Tặng cho em. Comment của em bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? Tặng cho em này. Mọi người nhớ em nhá, xem bao nhiêu lượt chia sẻ, comment của em với cái này, nhà em ở chỗ nào đấy? Chị qua. Ôi chị Thiên Hương ơi, chị qua chị nhắn tin cho em. Ok chị Ngọc Huyền, tặng Ngọc Huyền luôn này, cho bé luôn này, tặng Ngọc Huyền luôn này. Đó, vừa bán vừa tặng luôn, nhanh tay, nhanh chóng. Nhớ em là chị Ngọc Huyền, mai tặng cọc cho em nhá. Ngọc Huyền ơi, hôm nay hơi đông một tí, khổ thân em. Cái váy hoa này hot hit chưa, váy hoa này bán 40.000 cho em, khỏi phải nghĩ nhá. Váy hoa trễ vai 40.000 này, còn đúng một chiếc duy nhất chất co giãn này. Váy hoa này khách nhận ưng lắm luôn. 40.000 cho em mã này, mã bao nhiêu đây? Mã 70 cho em đi. Mã 70 cho em 40k này. Mã 70 cho em 40k. Mã 70 cho em 40k này. Trời ơi, các chế chia sẻ lên cho em mọi người nhá. 70 cho em 40k này, bán tình hình này là 70 cho em 40k. 70 cho em 40k này, cẩn thận bán nhầm vào hàng này đấy. Chắc là bây giờ dừng clip thôi đã. 70 cho em 40k này, nhớ là chia sẻ lên cho em mã 70 40k này, đẹp xuất sắc cho. 40k này. Mã 70 cho em Thúy Hồng có hàng này, đẹp lắm luôn. Dừng clip cho em đã mọi người nhá. Dừng clip cho em đã, bởi vì là hôm nay em chỉ bán đến đấy thôi. Trưa mai mọi người lên livestream em, trưa mai thì không là rẻ như tối mai được. Trưa mai là chủ em bán combo, nhưng mà trưa mai thì em sẽ bán cho mọi người một cái giá cũng rất là yêu. Hôm nay bán thực sự là lỗ, em bán cho em mà đau tim comment. Đây là mọi người nhá. Trưa mai lên cho em, trưa mai tầm khoảng độ 12 giờ, 11 rưỡi, 12 giờ kém gì đó. Thực ra là bán thì sẽ không rẻ như hôm nay, đấy là nói luôn, bởi vì hôm nay bán quá lỗ, nhưng mà sẽ rất là rẻ, chỉ tầm khoảng 40-50.000 thôi. Đấy, 30, 40, 50 nghìn thôi. Nhưng mai sẽ chủ yếu là combo mọi người nhá. Váy này chị có đẹp, em chuẩn luôn. Mọi người đã mua hàng nha, em thì biết giá rất là rẻ. Nhưng mai sẽ bán combo cho mọi người còn rẻ hơn. Nên mọi người theo dõi Facebook cho em, chia sẻ livestream lên cho em mọi người nhá. Trưa mai lên cho em nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem livestream của em ạ. Cảm ơn mọi người nhá. Hôm nay nhiều mẫu đẹp lắm, mọi người mà mua thì gọi là chỉ gọi là chán thôi. À mà mua chỉ gọi là tiếc thôi. Khách còn bảo là chị ơi sao chị không bán rẻ lên, à bán đắt lên bởi vì rẻ quá. Mọi người nhá, mai trưa mai lên cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.